Thư thư chào tất cả các anh chị em mình đang có mặt trên trang Minh Thư Bolero của Thư. Thư đang nói chuyện nhưng mà tai Thư rất là run và Thư rất là sợ. Thật sự thì đây là một một cái vấn đề mà hết sức là nhạy cảm mà Thư không biết các bạn có nhìn thấy Thư chưa ạ? Nói chung là khi mà Thư quyết định lên ngồi trên bài live này để mà nói chuyện với tất cả các bạn là Thư suy nghĩ rất là kỹ, suy nghĩ rất là nhiều, mà thậm chí bây giờ tim Thư đập rất là mạnh và rất là run. Tại vì khi mà Thư quyết định bước lên truyền tải thông tin này do bên Sở Di dân của Đài Nam gửi công văn cho Thư, thì Thư mong rằng là tất cả các anh chị Việt Nam mình có một cái ý nghĩa khác. Đối với Thư thì Thư luôn bảo vệ cho tất cả những anh chị lao động bất hợp pháp. Đối với Thư, thật sự mà nói là Thư luôn ủng hộ và luôn ủng hộ tất cả những anh chị em lao động bất hợp pháp đang cư trú tại Đài Loan. Và như hôm qua, Thư cũng có nói bên đài phát thanh là luôn luôn ủng hộ và luôn luôn phát động cái phong trào giúp đỡ cho tất cả những anh em lao động bất hợp pháp của Việt Nam của chúng ta đang ở Đài Loan. Và Thư luôn ủng hộ, nói chung là Thư rất là thương và yêu quý tất cả các anh chị em lao động bất hợp pháp. Nhưng mà đang tình hình trong một cái mùa dịch như thế này, em chào hết tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em mong là tất cả các anh chị mình có thể chia sẻ bài livestream của em hôm nay. Vì bắt đầu từ 4 giờ chiều ngày hôm nay, Đài Loan sẽ có lệnh phong tỏa tất cả mọi nơi để cách ly vì dịch đã bùng phát rất là mạnh. Và công văn của bên sở gửi gửi đến cho Thư, nhờ Thư truyền tải thông tin kêu gọi người Việt Nam của chúng ta lao động bất hợp pháp đang định cư ở khu vực này ra đầu thú và khám chữa bệnh. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà mình nói tới cái vấn đề này á, là rất là nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm ở cái chỗ là tất cả những anh chị lao động bất hợp pháp ở đây á, là họ rất là khổ, rất là khổ, rất là cực. Thư biết điều đó, Thư hiểu điều đó. Và ngay trong lúc này thì tình hình dịch đang bùng phát, cho nên là Thư mong tất cả các anh chị em chúng ta cùng chung tay cùng cùng nhau hưởng ứng chống dịch. Vì vậy cho nên là Sở Di dân khu vực Đài Nam có gửi công văn kêu gọi tất cả những anh em lao động bất hợp pháp nằm ở khu vực Quán Hỏa. Nằm khu vực Quán Hỏa tức là khu vực Vạn Hoa, khu vực Vạn Hoa, Quan Hỏa, Đài Bắc. Những anh chị em lao động bất hợp pháp đang nằm ở trong khu vực báo động đỏ và lên tới cấp 3 báo động đỏ, các anh chị có thể ra đầu thú. Và đầu thú thì bên nhà nước sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị những gì, và sau đây Thư sẽ nói cho các anh chị mình nhé. Đó chính là những người nào mà lao động bất hợp pháp mà sau khi ra đầu thú nằm ở trong khu vực Vạn Hoa từ hôm nay cho tới ngày 21 tháng 4 á, cho tới ngày 15 tháng 5, và hôm nay lên hơn một chút nữa là 28 tháng 5, hoặc là có thể hơn nữa cho tới tháng 6 nha mọi người, tùy theo dịch lên hay dịch bùng lên hay là được chặn lại rồi ha. Thư run quá, Thư cũng không biết truyền tải như thế nào, vì Thư biết rằng là leo lên đây kêu gọi người Việt Nam của chúng ta ra đầu thú là một điều rất là khổ sở. Một người rất là khổ sở, một điều rất là khổ sở luôn, thật. Kêu người Việt Nam của chúng ta ra đầu thú là một điều Thư rất là trăn trở, rất là khó nói. Nhưng mà mọi người biết không, dịch nó quá mạnh và quá nặng. Mà mọi người cứ suy nghĩ đi, nếu như mà mọi người mà bị bệnh trong người mà mọi người không dám ra đầu thú, không dám ra xét nghiệm, mọi người cứ ôm ấp cái bệnh đó thì ngày nó càng một nặng hơn. Không những nó nặng hơn mà nó còn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh của chúng ta nữa, và nó trở thành là một ổ bệnh. Cái thứ hai nữa thì đồng tiền thì đúng là ai cũng cần cả, và cuộc sống xa gia đình thì tất cả ai cũng vì chén cơm manh áo, vì hoàn cảnh gia đình nên mới mưu sinh xa xứ như vậy. Thưa biết cái hoàn cảnh của tất cả mọi người là như vậy. Nhưng mà hôm nay là một cái dịch nó đã quá nặng. Giờ mà ra là nó nhốt lại thì sao?
Các bạn có hiểu hay không? Đúng, bây giờ ra là nhốt lại là các bạn nói thôi. Nhưng bây giờ Thư sẽ nói cho các bạn biết, không hề nhốt các bạn nhé. Nếu như các bạn nằm ở khu vực Quán Hỏa, Vạn Hoa, khu vực Quán Hỏa Đài Bắc nha, Thư chỉ nói là những người nào từng ra vô hoặc là đang sinh sống và làm việc tại khu vực Quán Hỏa, Vạn Hoa mà là lao động bất hợp pháp, thì các bạn có thể mà đang mang bệnh trong người, hoặc là các bạn cảm thấy trong người mình có vấn đề đó, thì các bạn ra đầu thú thì các bạn sẽ được những người này á sẽ được là không bắt đóng phạt bất cứ một thứ gì cả nha. Hoàn toàn không đóng phạt, không gì cả, mà hỗ trợ cho tất cả các bạn 100% để chữa bệnh nha. Và không có báo cáo gì bắt bớ các bạn cả, không hề có, Thư nói là không hề có nha. Và các bạn nên nhớ rằng là các bạn có thể từ đây cho tới ngày 8 tháng 6 các bạn có thể ra đầu thú nè. Các bạn nên nhớ rằng là đang trong cái mùa dịch này, cái quan trọng của chúng ta là chữa bệnh. Chữa bệnh là chính. Mà hiện giờ các bạn có núp ở trong nhà thì các bạn có biết là từ 4 giờ chiều hôm nay là tất cả các khu vực đều phải đóng cửa. Thậm chí siêu thị còn đuổi về hết rồi, không có mua được đồ luôn. Đài Bắc là khu đang báo động đỏ. Vì vậy cho nên là công văn gửi đến là chỉ gửi khu vực Quán Hỏa, Vạn Hoa. Những ai nằm trong khu vực này thì các bạn có thể ra đầu thú để khám bệnh, chữa bệnh. Thư biết rằng là kêu gọi các bạn ra như thế này thì rất là khó xử, thật sự khó xử. Nhưng mà sức khỏe là vàng, hiện giờ là sức khỏe là một điều rất là quan trọng luôn đó. Vậy thì trốn cho kỹ thì các bạn cứ việc trốn, không sao cả. Với Thư thì Thư vẫn làm theo yêu cầu của nhà nước. Nếu như các bạn cảm thấy rằng là trốn kỹ thì các bạn tự ôm cái chết đó một mình ha. Đừng bao giờ, mà nếu mình đã quyết định như vậy rồi thì mình nên làm như thế nào, đừng liên lụy những người kế bên thì tốt. Tại vì các bạn biết sao không, ngay cả hiện giờ ở Việt Nam của chúng ta cũng đang trong một tâm bão rất lớn, cũng cách ly rất nhiều, bao nhiêu bác sĩ cũng rất là khổ, tổng thống họ cũng rất là đau đầu, không ai muốn điều này xảy ra cả. Nhưng mà đừng vì một sự ích kỷ nhỏ nhoi của chúng ta mà chúng ta làm ảnh hưởng tới toàn xã hội đó. Chính vì vậy cho nên rằng là thật sự mà nói rằng là các bạn có biết rằng là để trải qua một cuộc chữa bệnh là các bạn biết nó là bao nhiêu tiền không đó. Nhưng mà khi các bạn đầu thú, các bạn được chữa một cách miễn phí và các bạn được hỗ trợ rất là nhiều đó. Bởi vì cho nên rằng là cái kêu gọi của Thư á, là có lợi cho các bạn. Những bạn mà đang nằm trong tâm dịch á, nếu như các bạn có trốn thì các bạn đảm bảo sức khỏe của mình tốt. Còn nếu như mà sức khỏe của các bạn không tốt thì lúc đó các bạn đừng than là tại sao chính phủ Việt Nam không giúp cho các bạn. Các bạn đừng bao giờ than thở là tại sao những người ở Việt Nam, chị Thư ơi, bảo chính phủ Đài Loan cấp cho mỗi người bất hợp pháp 100 vạn đi để nuôi luôn. Nếu như vậy thì các bạn đi ăn cướp đi. Các bạn đừng nói những cái câu phũ phàng như vậy. Bản thân tụi Thư là những người định cư phải đóng thuế hàng ngày, trong khi các bạn qua đây bất hợp pháp. Nói thẳng một câu, không phải là Thư nói quơ đũa cả nắm. Các bạn qua đây bất hợp pháp, tôi biết các bạn cũng rất là khổ. Các bạn có đóng thuế nhà nước như tụi Thư không? Tụi Thư phải đóng từng xu từng cắt tất cả các loại thuế. Một tháng tụi Thư làm ra, tụi Thư đóng tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, tiền học, tiền hành, tiền thuế. Khi các bạn cũng không cần phải đóng tiền thuế. Trong khi tụi tôi, nè, tiền điện, tiền đồ, tất cả mọi thứ, cầu cống, lề đường hay cái này là tiền thuế của nhân dân như tụi Thư nè, phải đóng sắp mặt luôn. Bạn đừng nói rằng là đưa cho các bạn 100 vạn thì về, nói xin lỗi chứ các bạn hơi quá đáng. Các bạn được đằng chân lên đằng đầu thì phải. Đây là họ kêu gọi các bạn ra, họ lo cho các bạn từ A đến Z. Nhưng các bạn còn lên đây á, là nói một cái câu rằng là cho 100 vạn đi là mà mọi người biết bao nhiêu tiền Việt không? 7-80 triệu một tháng á, thì họ mới ra đầu thú. Thì các bạn
nói thẳng một câu, lỡ như mà các bạn có bị bệnh thì đừng bao giờ trách tại sao chính phủ Việt Nam không giúp các bạn, những người hiệp hội tại Đài Loan không giúp đỡ các bạn mà để các bạn nằm như vậy thôi thớt chết, là tại vì các bạn cứng đầu và các bạn coi trọng đồng tiền hơn sinh mạng của mình. Và các bạn ham đồng tiền, ham cái danh lợi hơn, mà các bạn không biết hiện giờ một ngày, các bạn có biết không, 180 ca phát bệnh trong một ngày, trong khi họ yêu cầu các bạn ra đầu thú để gì, họ chữa bệnh cho các bạn, nhưng các bạn lại lên nói là cho tôi tiền thì tôi mới ra đầu thú. Thì bản thân Thư là người Việt, Thư mắc cỡ vô cùng. Trong khi Thư đang đại diện cho người Việt của chúng ta lên nói chuyện, mà các bạn lại quăng luôn một cái cục nhục vô trong mặt Thư như thế này, Thư không dám luôn á. Trong khi từ sáng giờ Thư đang ngồi suy nghĩ đắn đo liệu mình có nên giúp chính phủ nhà nước Đài Loan kêu gọi người dân của chúng ta ra đầu thú chữa bệnh hay không. Trong khi cái lo lắng đó Thư dành cho tất cả các bạn, tất cả các hiệp hội cô dâu Đài Loan, tất cả hiệp hội những người đang ở Đài Loan, đang lo cho các bạn từng ngày từng phút, thì các bạn lại lên đây nói chữ tiền, 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 tiền. Các bạn chỉ biết nói chữ tiền, tiền, mà các bạn không biết tụi tôi đang ngồi trên một đống lửa, mà tụi tôi đang đi lùa các bạn về, đang giúp đỡ cho các bạn từng ly từng tí, không biết các bạn có khỏe không, có ổn thỏa không. Đó. Nhưng các bạn lại lên đây nói là kêu chính phủ cho các bạn 100 vạn đi, một tháng đi, thì các bạn mới ra đầu thú. Thì các bạn có thấy rằng là đồng tiền nó che mờ con mắt các bạn không? Trong khi chính phủ họ đang kêu các bạn ra, họ không bắt các bạn đóng phạt, họ còn bỏ tiền 100% ra chữa bệnh cho các bạn. Nhưng các bạn lại nói một câu như thế này, buồn ghê luôn, rất buồn luôn. Bản thân tụi Thư là người Việt, xin lỗi, rút cờ xuống, không dám để, nó rất là nhục. Nhục khi đất nước, chính phủ của người ta lên TV phát động kêu gọi và xin năn nỉ đây. Cúng quỉnh, họ gửi cho Thư, nói tới Thư nổi da gà luôn, không dám để cờ Việt Nam lên luôn. Khi các bạn lại nói một cái câu rất là phũ phàng, là cho 100 vạn một tháng đi thì các bạn mới ra đầu hàng. Vậy các bạn là cái gì đây? Các bạn là cái gì vậy? Trong khi họ bỏ biết bao nhiêu tiền ra để chữa bệnh không? Các bạn có biết rằng là đối với Đài Loan, một ngày nằm là bao nhiêu tiền không? Một cái giường bệnh nằm bao nhiêu tiền không? Mà các bạn có suy nghĩ, chính phủ và bác sĩ họ đang đau đầu như thế nào không? Bạn có biết rằng là bên ngoài hiện giờ phun thuốc y xèo, công an phải chạy khắp nơi để đi lùa người. Các bạn có biết không? Từ sáng giờ Thư cũng không bước được ra đường. Trong khi trên tay Thư cầm cái công văn kêu gọi người dân của chúng ta ra đầu thú. Kêu gọi người dân của chúng ta ra đầu thú để chữa bệnh. Đó là lo lắng, tại vì các anh chị Việt Nam của chúng ta có biết không? Là hiện giờ ở khu vực Vạn Hoa là khu vực quan hỏa, đang là báo động lên cấp 3. Báo động lên cấp 3 là báo động đỏ. Các anh chị mình có biết không? Trong một ngày mà tăng lên tới 100 mấy chục ca. Cho nên họ lo lắng cho người dân Việt Nam của chúng ta, sợ. Sợ là gì? Sợ ra bị bắt, sợ không có tiền chữa bệnh, sợ. Cho nên chính phủ họ biết cái sợ đó, cái nỗi lòng đó, họ phát động bằng tiếng Hoa. Nhưng họ lại sợ người Việt của chúng ta không hiểu tiếng phổ thông, nên họ phải gửi cúng quỉnh tới cho những người mà như tụi Thư để phát động ra, nói bằng tiếng Việt, kêu gọi những anh chị em ra khám bệnh, chữa bệnh. Mô Phật à, họ làm tới như vậy, họ rút cả cái ruột ra, họ lo lắng cho mình tới như vậy. Nhưng mà các anh chị nói một câu rất là phũ phàng, đưa 100 ngàn ra một tháng đi thì tôi mới ra đầu thú. Thư không dám nhận là Thư là người Việt luôn. Thư biết là lên đây nói chuyện là các bạn sẽ có hai cái phương án trái chiều. Nhưng các bạn có biết không? Các bạn chỉ biết bản thân các bạn có biết chúng tôi đang rất là khổ sở khi chúng tôi phải đang gồng gánh trong cái tâm bão dịch không? Mà dịch nó bùng phát lên một cách bây giờ tất cả mọi người đang loạn cả lên. Mọi người biết không? Đã gì á là Đài Loan đang hạn hán và nước đang khô, không có mưa. Và hạn hán, các anh chị có biết không? Có biết được là Đài Loan đang hạn hán và điện không đủ cung cấp không? Nước cũng không đủ cung cấp không? Trong tình trạng này nếu như mà không mưa xuống là chúng ta sẽ sống trong một cái vùng trời là không điện, không nước. Mà đã gì, ngay trong lúc này dịch lại đang lên. Dịch đã đang lên nữa. Mà trong khi chính phủ sáng giờ, từ sáng tới giờ, từ hôm qua tới giờ họ kêu gọi, họ năn nỉ. Hồi trước á, là khi các anh chị mình đầu thú là phải phạt tiền.
Và có biết chính phủ nói không? Nếu như mà mình bị bệnh, mình ra chữa bệnh là mình phải trả tiền hàng ngày. Mà trong khi đó các anh chị lao động bất hợp pháp, các anh chị đâu có cái bảo hiểm đâu, các anh chị đâu có tiền nhiều đâu mà các anh chị nằm bệnh viện chữa bệnh. Mà trong khi đây á, chính phủ họ lên, họ trả hết tất cả các chi phí. Đây, công văn của họ đưa là họ sẽ miễn phí hết tất cả mọi thứ. Họ sẽ không có nhắc nhở gì tới bắt bớ các bạn cả. Họ chỉ còn các bạn ra đầu thú và các bạn có thể chữa bệnh và khám xét nghiệm mình có bị bệnh hay không. Và họ, mà tại sao các bạn lại như vậy? Mà các bạn lại có thể, các bạn có biết không? Rất nhiều người quen của Thư kêu Thư là nếu như lên đây ngồi kêu gọi như vậy thì người Việt Nam sẽ ghét. Vì Thư hiện giờ là như thế nào thì các bạn biết rồi. Mà nếu mà Thư lên nói thì ghét. Mà nếu Thư không chung tay cùng chính phủ để xây dựng thì từ nay về sau Thư đi diễn, Thư đại diện cho người Việt Nam, mình Thư đi hát, Thư cầm cái đồng tiền lương của nhà nước, Thư có cầm được hay không? Khi đang mùa dịch lên thì tất cả mọi người đều xông pha ra để chống dịch, Thư chỉ có ngồi trong nhà phát động phong trào giúp chính phủ thôi, Thư cũng không làm được. Thì liệu sau này Thư có đại diện Việt Nam mình đi hát để cầm đồng tiền của chính phủ được không? Trong khi lúc yên bình thì Thư xung phong ra, còn cái lúc đang dầu sôi lửa bỏng thì Thư lại núp trong nhà không dám làm. Thì khi Thư vừa leo lên kêu gọi người dân của chúng ta chung tay cùng chính phủ thì các bạn lại nói là đưa tiền 100 ngàn một tháng đi, 100 vạn một tháng đi thì các bạn mới ra đầu thú. Thế thì các bạn hút máu chính phủ hay gì? Các bạn qua đây làm, các bạn kiếm tiền, các bạn có đóng thuế cho nhà nước không? Có xây dựng cho nhà nước không? Các bạn ôm hết tất cả cái tiền đó về quê hương, về lo cho gia đình các bạn mà, đúng không? Nhưng chính phủ ở đây họ vẫn im lặng. Và các bạn có biết không? Tất cả những người Việt chỉ hại người Việt thôi. Các bạn lao động bất hợp pháp nên nhớ một điều là chỉ có người Việt mới hại người Việt thôi. Chứ người Đài Loan họ có hại các bạn chưa? Họ có bao giờ hại các bạn không? Thậm chí các bạn có biết không? Thư nói cho các bạn nghe một câu như thế này. Là khi Thư làm việc chung với lại những anh em, những cái chị công an ở khu vực Đài Nam á, biết họ nói với Thư gì không? Chỉ có người nào báo thì tụi tao mới đi bắt thôi. Ngồi ra tụi tao bỏ lơ, tụi tao không có bắt. Tại vì tụi bay cũng làm mà. Chứ tụi bay đâu phải xin ăn trộm ăn cắp đâu mà tụi tao bắt làm gì. Các bạn có biết là nỗi lòng của những người công an không? Họ thấy các bạn họ bỏ lơ. Chỉ trừ khi nào có ai báo thì họ mới làm theo đúng trình tự thôi. Chứ thực sự, xin lỗi các bạn, chứ họ bắt là họ bắt một cái một thôi. Họ bắt các bạn là họ bắt một cái một thôi. Đất nước của họ 24/24 đều có camera. Khắp nơi đều có camera. Họ bắt bạn như bắt một con kiến. Các bạn có biết không? Họ muốn bắt các bạn như bắt một con kiến vậy. Thư nói cho các bạn nghe rõ nha. Các bạn có biết không? Hôm qua ở khu vực Quan Hóa, có khu vực Quảng Hoa, có một người Việt của chúng ta bị một người Đài Loan cắt cổ. Nhưng chỉ có chiều đó thôi là ông đó bị bắt ngay. Các bạn có biết công an Đài Loan không? Trong một ngày thôi họ có thể bắt được tội phạm. Vì sao? Vì sao? Câu hỏi vì sao? Vì tất cả khắp nơi đầu đường tới cuối đường đều có camera 24/27. Chỉ cần công an nó lấy xuống là nó có thể biết bạn đang ở khu vực nào. Bởi vì cho nên rằng là tại sao? Cho nên tại sao công an Đài Loan mà nó muốn bắt các bạn thì nó chỉ cần búng một cái tay thôi là nó bắt được. Tại sao? Đây là đất nước của họ mà. Đất nước của họ mà, các bạn nên nhớ như vậy. Các bạn chỉ là con kiến trong cái lòng bàn tay của họ thôi. Nhưng tại sao họ vẫn muốn dùng một cách lên nói rất êm đẹp? Họ lên tivi, họ ngồi năn nỉ. Chính phủ họ ngồi năn nỉ. Và họ nhờ tới tụi Thư. Họ sợ sao biết không? Sợ các bạn qua đây lao động không nói được rành tiếng phổ thông. Rồi sợ các bạn qua đây lao động các bạn không có thời gian coi tivi. Rồi á, họ sợ các bạn là không có thời gian để tìm hiểu thông tin. Đó, cho nên rằng là phát động những cái công văn dịch ra tiếng Việt gửi đến cho những người mà nói chung là có cộng tác với họ, lên truyền tải năn nỉ những người nằm trong tâm dịch ra đầu thú để chữa bệnh. Mà trong khi đó họ năn nỉ để mà ra đầu thú, rồi họ đầu thú mà họ cũng không có nhắc tới cái vấn đề bắt các bạn nữa, mà họ trả hết tất cả tiền cho các bạn để chữa bệnh. Đó, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, đúng không các bạn? Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Họ giúp đến như vậy mà các bạn còn không chịu nữa. Đó,
Lê Thanh, đang trong lúc này em không nên đùa. Chúng ta nên đùa ngay lúc nào? Đừng đùa ngay cái lúc đang mà tâm bão tâm dịch. Đôi lúc những câu đùa nó đùa đúng nơi. Nếu không em sẽ bị người ta tẩy chay hoặc là bị chửi ngay trên bài like của chị. Tại vì đây là một phát động của chính phủ đưa ra và chị đang ngồi nói theo lệnh của chính phủ yêu cầu. Chị không thể đùa ngay trong ngày hôm nay được. Đó, hôm nay là chị không thể đùa với các bạn, mà chị đang làm việc giúp đỡ, hỗ trợ cho chính phủ theo yêu cầu của chính phủ, đại diện cho tân di dân của Việt Nam của chúng ta, lên phát động phong trào yêu cầu những anh chị em nằm trong khu vực quán hỏa, nằm trong khu vực quán hỏa là tiếng Việt mình gọi là vạn hoa đó, khu vực quạng hoa, tất cả những anh chị từ hôm nay cho tới ngày 8 tháng 6, tất cả các anh chị ra đầu thú để được khám bệnh, chữa bệnh, khu vực quán hỏa. Những anh chị nào mà nằm trong khu vực quán hỏa, vạn hoa, các anh chị từ nay 4 giờ chiều ngày hôm nay cho tới ngày 8 tháng 6, các anh chị ra đầu thú để các anh chị được nhận sự khoan hồng. Các anh chị sẽ được bên y tế, bên nhà nước hỗ trợ toàn phần chữa bệnh, khám bệnh cho các bạn, đừng núp ở trong nhà, rồi các bạn sẽ không bao giờ chữa bệnh được. Bây giờ Thư hỏi một câu ví dụ như thế này thôi. Khi trong người của các bạn đang mang mầm bệnh, các bạn trốn trong nhà, các bạn vẫn muốn mình ở đây đi làm. Thế Thư hỏi một câu như ví dụ như thế này. Các bạn đang bệnh trong người, các bạn không ra chữa bệnh, thì các bạn liệu có sống được không? Mà để đi làm. Mà không những các bạn không sống được đi làm, mà các bạn sẽ hại hết tất cả những người nằm trong khu vực đó. Các bạn suy nghĩ đi. Khu Đài Loan hả chị, là sao em? Hình như em viết tiếng Hoa thì em ở Đài Loan mà. Đang bùng phát ngày hôm nay, 4 giờ chiều ngày hôm nay là chính phủ công bố lệnh ban hành cấm vận tất cả các khu báo động đỏ. Không được kinh doanh, không được buôn bán. Vì vậy cho nên từ hôm qua cho tới hôm nay, chính phủ luôn luôn lên TV kêu gọi, luôn lên truyền hình kêu gọi sẽ được khoan hồng cho tất cả những anh em nằm trong khu vực vùng dịch ra đầu thú. Và họ gửi công văn nhờ tụi Thư truyền tải bằng thông tin tiếng Việt, kêu gọi các anh chị chia sẻ, kêu gọi những ai nằm trong khu vực quán hỏa, vạn hoa, quán hỏa, vạn hoa, Thư lặp lại, quán hỏa, vạn hoa, khu vực trung tâm của Đài Bắc, ha, thì ra đầu thú những anh chị lao động bất hợp pháp nằm khu vực quạn hoa đó, thì các anh chị mình ra đầu thú hoặc là cảm giác trong người của mình đang có bệnh trong người hoặc nóng sốt cảm ra, đừng sợ, các bạn bình tĩnh, đừng sợ, các bạn sẽ được em Malaysia, được người Malaysia, Indo, tất cả các người, tất cả các anh chị, không những người mà qua du lịch nè, tất cả những anh chị mà người nước ngoài, tại vì Thư không biết nói tiếng Indo hay là cái gì. Công văn đưa sao thì bà nói vậy đi. Thì đang nói nè đó. Bởi vì cho nên là tất cả các anh chị mình á, tất cả những anh chị không ngoại trừ là lao động bất hợp pháp đâu. Những anh chị nào mà qua du lịch hoặc là như thế nào vân vân, miễn là các anh chị có không có thẻ cư trú, tức là các anh chị không có thẻ cư trú, các anh chị vẫn được hỗ trợ của chính phủ nha. Các anh chị vẫn được hỗ trợ của chính phủ, không phải riêng gì Việt Nam mình đâu, Thái Lan, Malaysia, Indo, tất cả các quốc gia mà không có thẻ cư trú là được bảo hộ hết ha. Từ đây tới ngày 8 tháng 6 nè. Nha, ngày 8 tháng 6 ha. Bởi vì cho nên rằng là trời ơi nó nóng. Bởi vì cho nên anh chị nào mà cảm thấy rằng là nếu như tức là chính phủ họ có nói như thế này, nếu như các bạn sợ là chúng tôi lừa hoặc là dụ các bạn ra để bắt các bạn, thì các bạn có thể gặp Thư ha. Gặp Thư, Thư sẽ là người đích thân đưa các bạn đi đến đó và đảm bảo 100% các bạn sẽ không bị nhốt. Tại sao tụi Thư phải lên đây nói là để gì sao? Tại vì sao? Tại vì chính phủ rất là lo sợ các bạn, có nhiều bạn sợ là chính phủ lừa các bạn, là nhử các bạn ra để bắt. Nhưng xin thưa với các bạn một điều như thế này, hiện tại nhà giam quá tải. Cái thứ hai nữa
là đang tâm dịch, có nhốt các bạn lại thì các bạn nghĩ đi, nhốt các bạn lại chẳng khác nào nhốt cái ổ dịch lại thôi à. Và hơn nữa là cũng không ai có máy bay để đưa các bạn về đâu, cấm hết rồi, tất cả đã cấm hết rồi. Cho nên rằng là phát động phong trào thì Thư cũng thực hiện, tại vì Thư có một cái như thế này, các bạn ra hay không ra thì đối với Thư cũng không quan trọng. Thư sẽ nói một câu phủ phàng như thế, tại vì sao? Tụi Thư cũng làm hết khả năng, tụi Thư cũng làm hết cái khả năng của mình. Thứ nhất, chính phủ cũng đã hỗ trợ các bạn mọi thứ, họ cũng đã lên truyền hình, lên báo chí, tất cả các khu vực loa đài. Sáng nay công an khu vực bên Thư cũng đi ầm ầm phát động phong trào. Và cái thứ hai, họ cũng đã phát động cho tất cả những anh em nói tiếng Việt lên để truyền tải thông tin cho tất cả các bạn, kêu gọi, năn nỉ, gian xin. Nhưng nếu như các bạn không ra thì cái đó là việc của các bạn. Nhưng khi các bạn bị cái gì thì đừng bao giờ trách khứ, đừng bao giờ than vãn, đừng bao giờ trách hờn tại sao chính phủ Việt Nam đang ở Đài Loan không giúp người dân Việt Nam của chúng ta. Thư nói trước, những anh chị ở Việt Nam đừng bao giờ nói rằng là tại sao văn phòng chính phủ Việt Nam tại Đài Loan không giúp công dân Việt Nam của chúng ta. Tại sao? Đừng bao giờ hỏi như vậy, mà hãy hỏi những người bệnh, họ cứng đầu, họ không chịu chung tay xây dựng cùng đất nước thì thua chứ giờ sao đây. Bây giờ chúng ta bó tay chứ giờ không biết làm sao luôn. Trong khi cũng làm hết sức rồi, cũng miễn phí nè, hỗ trợ toàn phần nè, lên kêu gọi nè, còn bị chửi nữa, còn biểu là phải cho tiền thì mới chịu ra đầu thú, phải cung cấp tiền hàng tháng thì mới ra đầu thú. Bây giờ hỏi các anh chị làm thế nào mới vừa lòng họ đây? Thư không biết luôn. Và đặc biệt là bài livestream của Thư sẽ được chính phủ Đài Nam lấy về và cung cấp cho bên Sở Văn hóa của Việt Nam. Và bài livestream của Thư hôm nay, tất cả các comment của các bạn sẽ được bên bộ thông tin, hôm nay các bạn comment lên trên đây sẽ được bên bộ họ sẽ lưu lại hết ha. Vì vậy cho nên rằng là Thư truyền tải thông tin thì Thư truyền tải theo đúng như mục tiêu yêu cầu của chính phủ đưa ra. Vì sao? Vì nếu như mà mình đã sống ở đây ngay trong cái lúc tâm dịch tâm bão như thế này mà giờ nói, họ nói Đài Loan lưỡi. Chính vì Thư mới nói rằng ai không biết bảo vệ thì chịu ạ. Đúng rồi. Cho nên là bây giờ Thư biết, chính vì từ hồi sáng tới giờ những người làm trong văn phòng chính phủ Việt Nam của chúng ta thấy rất nhiều, sau khi TV được chính phủ công bố lên là sẽ phát động phong trào kêu gọi các bạn lao động bất hợp pháp nằm trong vùng dịch ra đầu thú sẽ được chính phủ hỗ trợ, thì sáng giờ Thư đọc, Thư thấy rất nhiều anh chị em ghi như thế này nè: ra làm cái gì, nó lừa mình đó, nó lợi dụng lúc này nó ra nó bắt. Thư xin thưa với các bạn, đang trong lúc này nhà nước đang làm gì các bạn biết không? Nhà nước đang bận lo chống dịch, nhà nước không có thời gian quan tâm tới tụi bạn. Và cái thứ hai là hạn hán nước đang trầm trọng, nhà nước đang đau đầu lo việc nước, không có lo bác các bạn bất hợp pháp hay không bất hợp pháp. Bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng, không có rảnh để lo bắt các bạn đâu. Cho nên là người ta đang lo chống dịch. Các bạn nên nhớ một điều, đang chính phủ đang lo chống dịch, chống dịch, chống lây lan, chứ người ta không có rảnh để chạy đi bắt các bạn nữa. Bây giờ tất cả mọi người đang đổ dồn vô chống dịch ha. Cho nên các bạn đừng có ngồi rảnh mà nói rằng là canh me để bắt các bạn. Cái chuyện bắt các bạn á, là hôm nay không bắt thì ngày mai bắt, không sao. Mà cái chuyện dịch là từng giờ từng khắc là nó đang bùng phát, cho nên là người ta đang lo cái vụ chống dịch chứ người ta không rảnh để bắt các bạn. Còn người ta muốn bắt các bạn là 1 phút 50 giây là người ta bắt nguyên cái ổ. Thư chỉ nói cho các bạn gì, tại sao bộ máy nhà nước họ lại xin ra công an hình sự, công an khu vực, có cả tổ trưởng, rồi có cả cái gì chủ tịch xã, thế thì nó theo cấp bậc. Tại sao? Vì thông tin khu vực, đường phố, các ngõ hẻm người ta đã nắm gọn trong tay rồi. Bắt các bạn giờ nào người ta thích là người ta bắt.
đó, chẳng ta qua là người ta ngó lơ để cho các bạn kiếm ăn thôi. Nhưng đang trong tình trạng nước lửa, nếu là dầu sôi lửa bỏng đó, thì người ta muốn kêu gọi các bạn ra chữa bệnh thôi, chứ không có gì cả. Thư chỉ lặp lại cho các bạn là như vậy. Chứ các bạn to như voi vậy đó, các bạn núp được không? À, các bạn to như con voi, các bạn núp chỗ nào được? Các bạn cũng có hai cái chân chạy lại người ta không? Đó, cho nên rằng là mình nói là không phải là mình nói là mình ghét người Việt mình, mà như hôm qua Thư nói thật luôn, Thư ngồi ở trong đài phát thanh á, Thư cũng nói là em cũng có một cái ý nguyện á, là chúng ta lợi dụng cái đài phát thanh á, kêu gọi người chính phủ Đài Loan nên giúp đỡ cho người lao động bất hợp pháp, người Việt Nam của chúng ta. Thì cái chị bên đài phát thanh nó đúng rồi đó. Cái này là chị cũng ủng hộ, là nên kêu gọi giúp đỡ cho người dân bất hợp pháp Việt Nam của chúng ta. Thì trong khi á, tất cả những người mà gọi là xin chú miễn tức là những người tân di dân, là những người định cư á, như tụi Thư á, là từ Việt Nam qua đây định cư á, thì ngày đêm dắt óc, ngày đêm tìm mọi cách để gian sinh, để kêu gọi chính phủ dành những cái gì tốt đẹp nhất, có lợi nhất để gửi gắm đến cho các bạn. Thì đổi lại các bạn làm gì? Các bạn lại ngồi đó suy diễn, các bạn lại ngồi đó bắt đầu lại các bạn đổ lên đầu người ta những cái gì xấu nhất. Các bạn có thấy phủ công, phủ lòng cái công ơn mà tất cả những người đang hướng về các bạn không? Đó, bởi vì cho nên rằng là mỗi có cái việc đeo khẩu trang khi đi ra đường mà nhắc hoài, một năm rồi mà vẫn nhắc, phạt 3.000 tới 15.000. Mỗi có cái việc đeo khẩu trang thôi cũng nhắc. Đó, bởi vì cho nên rằng khổ lắm. Tiền, các bạn có thấy Trung Quốc không? Tiền tỷ, nó đứng ở trên lầu, nó quăng xuống đất luôn. Có tiền mà không ai cứu hết. Các bạn quên rồi sao? Ngày phát động dịch ra, tiền mà trên lầu quăng xuống đất luôn, quăng quá trời luôn. Không ai tới cứu. Có tiền cũng như không. Bởi vì cho nên chúng ta nghèo, chúng ta khổ. Chúng ta, những anh chị em qua đây lao động, những anh chị em lao động bất hợp pháp là gì? Tại sao họ phải như vậy? Họ khổ, họ nghèo. Vì gia đình, họ mới mưu sinh như vậy. Họ phải liều mạng như vậy. Các anh chị mình biết không? Mỗi lần mà các anh chị lao động bất hợp pháp bị công an dí á, tội nghiệp lắm. Chính Thư là người luôn chống đối những ai mà báo công an bắt lao động bất hợp pháp. Thư là người luôn ủng hộ những anh chị em lao động bất hợp pháp. Thư đã từng lên Đài Trung và Thư đã ở đó một đêm. Thư đã đi theo đoàn lao động bất hợp pháp, đi coi họ làm gì. 2 giờ sáng họ đã dậy rồi, trời thì lạnh buốt nhưng mà họ đã phải ra đồng rồi. Thì mọi người biết không, Thư đã thấm và Thư đã hiểu được cái cảnh khổ của người lao động bất hợp pháp như thế nào. Các bạn có đi như Thư chưa? Nhưng Thư đã đi rồi. Thư chưa bao giờ dậy từ sớm như vậy, nhưng Thư đã đi theo. Và Thư lên tận trên núi, các bạn có biết không, 2 giờ sáng Thư đã là mò dậy để Thư coi các bạn làm gì. Những anh chị em lao động bất hợp pháp ở chung trong một cái nhà mà nấu ăn, rửa chén, tắm, rửa rau cũng trong một cái toilet đó. Và họ phải sinh hoạt trong một cái phòng đó. Họ núp như vậy. Thư hiểu được cái cảnh khổ của họ. Thư thấm được cái cảnh khổ của họ. Nhưng nếu như lỡ họ bị bệnh, tất cả mọi người sống chung một cái như vậy thì có phải là lây lan hết không? Có phải không các bạn? Đúng không? Vì vậy tại sao mà luôn kêu gọi mọi người ra, những người nào mà nằm trong vùng dịch, các bạn ra. Nếu như các bạn cảm thấy rằng chính phủ lừa các bạn thì Thư, nếu như các bạn ở Đài Loan chắc các bạn không xa lạ gì Thư, Thư sẽ đảm bảo cho các bạn, đưa các bạn ra khám chữa bệnh mà không phải nhốt các bạn như tù, không có phải đóng một xu tiền phạt nào cả. Nếu các bạn đặt niềm tin lên văn phòng chính phủ Việt Nam cũng như chính phủ Đài Loan đang hết sức hướng về các bạn, khu vực Quán Hỏa, Vạn Hoa. Đó là lời kêu gọi mà tha thiết khẩn cầu luôn, là các bạn hãy giúp đất nước Đài Loan trở về sự cân bằng, dập dịch. Các bạn biết không, sự hy sinh bé nhỏ đó thôi của các bạn, một sự đầu thú bé nhỏ thôi, nhưng các bạn biết không, các bạn đầu thú, các bạn ra chữa bệnh, các bạn còn được về dưới quê hương, còn gặp được gia đình. Mà trong khi đó, bầu trời Đài Loan còn có hàng triệu người Việt Nam
Đó, còn hàng triệu người Việt Nam đang sinh sống ở đây, họ có một cái sức khỏe tốt. Các bạn biết không? Đó, họ có một sức khỏe tốt. Mà các bạn còn trở về quê hương, còn hơn là các bạn ôm cái mặt bệnh đó trong người. Các bạn sẽ sống từng ngày trong cái chết, và các bạn lại ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Mà khi các bạn chết đi thì bắt các bạn khỏe cái thân các bạn rồi, nhưng các bạn có biết còn tất cả những người còn lại, họ sẽ lo mai táng, họ sẽ lo tất cả mọi thứ, mà ai sẽ là người xông vô, ai sẽ là người xông vô để đưa cái xác đó ra? Có phải là những người bác sĩ, những người công an, những người đó, rồi họ còn gia đình, họ còn rất nhiều thứ. Các bạn có biết rằng là chúng ta hy sinh một chút thôi. Như Thư nè, Thư chấp nhận leo lên đây ngồi nói chuyện. Thư rất là suy nghĩ, Thư suy nghĩ từ hồi sáng tới giờ. Thư chấp nhận leo lên đây ngồi nói cái bài live stream hôm nay. Kêu gọi, Thư biết là tất cả rất nhiều anh chị em sẽ ghét Thư. Vì Thư chung tay với lại chính phủ Đài Loan kêu gọi các bạn ra. Nhưng bù lại, Thư sẽ làm một việc gì đó cho tất cả những cộng đồng anh chị em Việt Nam đang định cư và hợp pháp ở đây, họ có một sức khỏe, và những người Đài Loan họ sẽ có một sức khỏe gì đó. Các bạn có nhớ không, mỗi lần mà Việt Nam của chúng ta có lũ lụt á, cứ mỗi lần lũ lụt, mỗi lần bão lũ tới thì tụi Thư ra đường xin ai vậy? Xin người Đài Loan chứ xin ai. Tụi Thư ra đường xin người Đài Loan nè, chính Thư là người đi xin nè. Mỗi lần Việt Nam của chúng ta có lụt, có bão lũ, miền Trung bão lũ hay là bị một cái gì đó, là chính tụi Thư là người đi xin người Đài Loan, đi xin họ đó để gửi về cho Việt Nam của chúng ta mua từng cái áo, cái quần. Và tất cả những công dân Việt Nam của chúng ta là qua Đài Loan để làm việc, tuy nó khổ nhưng mà đồng tiền cũng đủ để nuôi gia đình mình ở Việt Nam, thì tại sao chúng ta không chung tay giúp đỡ chính phủ của Đài Loan khi họ tha thiết khẩn cầu kêu gọi các bạn ra đầu thú? Mà họ đâu phải kêu hết tất cả mọi người đâu, họ chỉ yêu cầu những người nằm trong tâm dịch thôi. Họ năn nỉ những người nằm trong tâm dịch thôi các bạn à. Bởi vì cho nên rằng là một cái sự hy sinh nhỏ của chúng ta thôi, đôi lúc nó bé nhỏ thôi, nhưng nó giúp được rất nhiều người. Rất nhiều người. Mà không những vậy, Thư tin chắc rằng những bạn mà đang trong thời kỳ bùng dịch này mà các bạn ra đầu thú, 100% các bạn sẽ được TV, báo đài đưa thông tin lên. Các bạn có biết không? Các bạn sẽ giống như là một người hùng vậy đó. 100% các bạn sẽ được báo đài săn lùng và vô tận bệnh viện theo dõi các bạn, và họ sẽ cảm ơn đến những cái sự hy sinh đó. Và Việt Nam của chúng ta, chính phủ của chúng ta sẽ rất cảm ơn những cái sự hy sinh của những bạn đó. Các bạn có hiểu Thư nói gì không? Bởi vì cho nên là Thư rất là đắn đo khi mà cầm trong tay cái công văn của chính phủ. Thư đắn đo, Thư không biết là liệu mình có phản kháng người Việt mình không? Hay là mình như thế nào? Thư rất là đắn đo, nhưng các bạn cũng thông cảm cho Thư. Thư lấy quốc tịch Đài, Thư đang sinh sống ở đây. Nhưng lúc nào đi bất cứ nơi đâu, Thư đến bất cứ nơi nào hát, Thư bước vô đài truyền hình của Đài Loan, Thư làm việc chung với những người ekip của Đài Loan, Thư vẫn mặc trên người mình chiếc áo dài Việt Nam. Thư vẫn mặc chiếc áo dài Việt Nam của chúng ta. Thư hãnh diện kiêu hãnh đứng trên đài truyền hình Đài Loan, Thư hát một bài tiếng Việt mà trong khi cả một cái đoàn ekip Đài Loan nó không hiểu Thư đang nói hát cái gì. Mà trong khi những bạn khác họ lại đổ xô hát tiếng Đài, thì Thư lại hát tiếng Việt. Tại vì sao? Thư luôn ủng hộ và Thư luôn giữ cái nét đẹp của người Việt của chúng ta đang ở nơi đây. Thư luôn giữ cái nền văn hóa của người Việt của chúng ta. Các bạn có để ý không? Trong suốt thời gian hoạt động của Thư tại Đài Loan, Thư luôn trên người mình chiếc áo dài Việt Nam. Mặc dù á, nó lúa thiệt, nó quê thiệt, Thư biết chứ. Thư rất là thích ăn mặc cá tính, Thư rất thích mặc váy mặc đầm, Thư rất thích đến những cái nơi diễn được mặc những cái bộ đồ đầm đẹp chứ. Nhưng tại sao trên người Thư lúc nào cũng khoác chiếc áo dài Việt Nam? Vì Thư kiêu hãnh tôi là người Việt. Các bạn có biết không? Không đất nước nào chống dịch bằng đất nước của Việt Nam của chúng ta. Không có người dân nào đoàn kết bằng người dân Việt Nam của chúng ta. Không có một đất nước nào mà chịu khổ, chịu khó, mà chịu hy sinh, mà không bao giờ khuất phục trước những cái khó khăn nhất bằng Việt Nam của chúng ta. Thư hãnh diện nói như thế.
Và các bạn có biết không, ở Đài Loan họ luôn khen người Việt của chúng ta, và Thư đi diễn bất kỳ nơi đâu chưa bao giờ ai ghét người Việt của chúng ta cả. Vì vậy cho nên đang trong mùa dịch này, tâm bão dịch này, Thư mong tất cả các bạn đừng làm người Việt của chúng ta, đừng làm chính phủ của chúng ta phải mắc cỡ gì các bạn. Các bạn có biết rằng là hiện giờ ở bên Việt Nam của chúng ta họ chống dịch như thế nào không? Mà cả thế giới phải hướng mắt về ca ngợi Việt Nam của chúng ta. Các anh chị có nhìn thấy không? Những anh chị, những em mà đi bộ đội á, thấy hãnh diện không? Thư rất là hãnh diện nè. Thư hãnh diện vô cùng. Một ngày Thư luôn lướt lên trên YouTube, Thư lên Facebook những người mà có những cái em mà đi hành quân á, Thư nghe cái bài hát là Thư nổi hết da gà. Thư mừng lắm, Thư hãnh diện lắm. Thư suy nghĩ vậy nè, không biết thế giới nó có nhìn thấy Việt Nam mình mạnh không ta. Hãnh diện lắm, khoái. Ai ra đường nói rằng tôi không phải là người Việt chứ, Thư xin lỗi, Thư rất hãnh diện. Tuy Thư đã cắt quốc tịch Việt Nam nhưng phía sau cái chứng minh của Thư vẫn ghi nơi sinh là Việt Nam. Và Thư rất kiêu hãnh, Thư là người Việt Nam. Và thậm chí chứ tiếng Đài Loan Thư dở lắm. Nhiều người nói với Thư là tại sao mày qua Đài Loan rất lâu, mày làm việc cùng với người Đài Loan mà mày không biết nói tiếng Việt, không biết nói tiếng Đài Loan. Ơ, cái chuyện đó tôi không quan tâm nè. Thư chỉ quan tâm Thư nói tiếng Việt không sai. Thư nói tiếng Việt mọi người hiểu là đủ. Vì sao? Vì Thư là người Việt Nam. Thư chưa bao giờ nhục hay là mắc cỡ hay là cảm thấy tôi là người Việt. Thư không có. Thư luôn cảm thấy rằng tự hào mình là con rồng cháu tiên, là con của vua Hùng, là người Việt Nam. Thư rất là kiêu hãnh. Vì vậy cho nên đi bất kỳ nơi đâu, tất cả các điểm diễn của Thư đều nền nẻ chiếc áo dài Việt Nam. Thư chưa bao giờ mà rời bỏ nó. Thậm chí á, một lần Thư đi họp báo Đài Loan, Thư chỉ mặc một lần cái áo đầm thôi. Thư không phải là dâu đài. Và các bạn lên đây đừng hỏi dâu đài. Thư không lấy chồng Đài Loan. Thư không có lấy chồng Đài Loan. Nên đừng lên đây hỏi là chị là dâu đài. Đừng có hỏi. Các bạn cũng nên như thế này. Đừng cứ thấy người ta ở Đài Loan là dâu đài hả? Du học hả? Lao động hả? Người ta có nhiều cái ở đây lắm. Mà không phải cứ dâu đài là ở đây. Vì vậy Thư nói cho bạn nghe là Thư không có lấy một ông Đài Loan nào qua cả. Ok nhá. Rồi, chấm dứt cái này qua một bên nha. Bởi vì cho nên rằng là một lần Thư đi họp báo, chỉ một lần duy nhất Thư mặc áo đầm thôi, mà Thư bước vô mà nhà báo nó hỏi Thư: ủa hôm nay không mặc áo dài à? Đó. Bởi vì cho nên rằng là Thư rất tự hào khi nhà nước của chúng ta phát động phong trào chống dịch. Đó. Bởi vì cho nên Đài Loan họ chống dịch khổ lắm. Họ năn nỉ với họ kêu gọi không à. Chứ không phải như Việt Nam mình mà chính phủ nói một câu là toàn dân phải làm rập rắp. Đúng không? Còn bên đây là lại thắp ba cái nhang lại mà còn chưa chịu ra. Miễn phí. Rồi phải lên nói mà khen cổ họng. Đó, sáng giờ chính phủ nói, rồi tới bây giờ tới Việt Nam mình ngồi lên nói tới mà mệt luôn. Mà từ TikTok nè, rồi từ cái này cái kia, tụi Thư dùng hết ngõ ngách để kêu gọi năn nỉ á. Phải dùng cái từ là năn nỉ mà còn không chịu ra. Đó. Hỏi đau khổ không? Ta nói nhiều khi không biết làm sao mà mới chịu nổi luôn á. Nhiều khi không biết làm sao mà cho vừa lọc luôn. Khổ lắm. Cho nên mấy anh chị ở Việt Nam á, không có hiểu được cái cảnh ở đây đâu. Dân làm chủ, tổng thống mệt lắm, tội nghiệp. Nhiều khi tổng thống lên tivi không có bao giờ có cười nổi á. Buồn rầu lắm. Bao nhiêu thứ chuyện không vừa ý là đổ lên đầu tổng thống hết. Cúp điện cũng chửi, hết nước cũng chửi, dịch bùng phát cũng chửi, dập dịch không kịp cũng chửi, làm ăn không ra tiền cũng chửi, chửi mà chửi, ngày chửi, đêm chửi, chửi riết luôn. Mà nhiều khi á cũng tội nghiệp. À, mà tổng thống bên này á đâu phải núp trong nhà đâu. Đi ra chợ, ra đường, ra xá, đi chỗ này, đi chỗ kia, mà tổng thống là phụ nữ đó. Nhiều khi á họ cũng rất là căng thẳng luôn. Chứ không phải là không căng thẳng đâu. Mình coi họ như người cha người mẹ của mình đi, thì mình mới hiểu được cái nỗi khổ của người cha người mẹ. Mình phải đồng cam cộng khổ với họ chứ, mình tối ngày mình ngồi mình đổi thừa không à.
Trời ơi, họ cũng như chúng ta thôi à. Biết sao giờ, cả thế giới không ai dập dịch được mà, chứ đâu phải riêng gì đâu. Mà cái bùng dịch đâu phải đâu. Bây giờ hỏi nè, không mở cửa cho vô cũng chửi, mở cửa cho vô cũng chửi, không mở cửa cho dân về thì cũng chửi là vô tâm. Mở cửa cho về thì nói làm sao mà cho về làm chi, để bệnh. Bởi nhiều khi á, nhiều khi Thư cầm nhiều cái công văn đó, Thư không biết làm sao để trả lời. Nhiều khi Thư cũng không biết, Thư cũng biết làm sao để mà cho vừa lòng. Giống như Thư lên trên TikTok á, Thư truyền thải tải cái thông tin á, là cho tất cả anh em lao động bất hợp pháp biết như thế này, là thời gian bây giờ là đi tới nơi nào, đi tới nơi nào ăn uống, đi tới nơi nào mua đồ thì đều phải khai thông tin cá nhân. Thư lên trên TikTok, Thư truyền tải thông tin để cho các bạn nắm rõ cái tình hình hiện nay. Thì trời ơi, nó súng vô nó chửi như chó vậy. Vừa lòng không? Nói các bạn để các bạn phòng hờ, các bạn cũng chửi. Không nói thì tội nghiệp, biết sao không nói thì nó ấy nấy cái lương tâm. Còn nhiều người vô còn ác vậy nè. Trời ơi, nói chuyện liên thiên quá à. Điêu, tôi làm cho cái nhà hàng đó, tôi đâu có thấy cái nhà hàng đó, nhà hàng lớn vậy mà còn không ghi nữa. Cho địa chỉ đi, 5 phút sau công an nó tới à. Có phải ngu không? Ta nói không biết thì dựa cột mà nghe, biết thì hẳn thưa thốt. Cái đó là ông chủ mình sai mà còn đi khoe ra. Ta gọi là cái đó là gì, ông thánh bàn phím, rồi gào, rồi thét. Mà trong khi á, là cái này gọi là gì không? Mù thông tin. Mà trong khi thấy được thông tin thì không chịu coi. Đôi lúc á, đưa thông tin chính xác á, thì không chịu nghe. Mà đưa thông tin dịch á, thì nghe. Ví dụ như kỳ rồi á, Thư nói làm sao? Thư có một cái bài live stream nói là đang trong tâm dịch, đừng có ai đổ xô đặt vé máy bay về nước để bị người ta lừa. Nói đâu có nghe. Nói Thư á, sờ lờ. Rồi đổ xô đi mua vé, mua đồ xong lên Facebook đăng, trời ơi bị lừa, ra sân bay không có ba, không có vé. Rồi thằng đó hả, nhắn tin cái nó không nghe, chuyển tiền cho nó rồi mà không có vé máy bay. Đó, khổ không? Mình nói, mình gào, mình nói muốn hết nước miếng luôn, không ai nghe. Mà thử coi ai đăng lên cái gì là nó nghe. Bây giờ thử đi nè, Thư lên Thư kêu gọi là chính phủ hỗ trợ, không ai nghe đâu. Mà giờ ai lên đăng đi. Bây giờ ai lên đăng lên nói gì nè. Tụi bay đừng ra nha, chính phủ nó làm cái mẹo đó đó, là núp hết. Tao chết tao cũng núp luôn. Bây giờ bom rơi đạn lạc tao cũng núp luôn. Mà không suy nghĩ là ở quê hương có ba, có má, có anh chị em, có con, có nhiều người còn trẻ chưa có gia đình nè. Đó, cũng thà tao chết chứ tao không chịu đầu hàng. Trời ơi, tao nói hả, đúng luôn á. Thà chết chứ không đầu hàng. Đó, khổ là vậy đó. Tao nói không ai lì bằng người Việt Nam mình, mà lì đúng thôi chứ. Cái lúc này là gọi là lì ngu nè. Chừng nào mà giặc nó tới nhà mình á thì mình đánh, không già thì trẻ, không chỗ chè thì chổi đốt ra đánh nó. Còn đằng này là bây giờ là người ta kêu gọi mình ra chữa bệnh mà, mình núp làm chi. Bom rơi đạn lạc cũng kệ, giờ tivi báo đài hay tụi bay truyền tải gì kệ ông nội tụi bay. Tao núp là tao núp, tao núp chứ tao ra tụi bay bắt tao làm sao. Khổ không? Bởi cho nên là nãy giờ người ta điện thoại cho Thư hoài, tại sao mà Thư chưa lên truyền tải thông tin để họ lấy thông tin của Thư? Tại sao, tại sao, tại sao? Cái câu hỏi tại sao đó Thư cũng không biết tại sao Thư không làm. Tại Thư biết nói bị ghét, nói ra mình mệt, mà mình bị ghét. Ta gọi nghiệp. Đó, nghiệp. Mà riết bây giờ công văn cúng quỳnh á, công văn người ta đưa tới Thư thuyết, Thư không có thích up lên Facebook luôn. Thư thấy Thư ém nhẹm luôn. Ai nói Thư ác Thư chịu à. Tại biết sao, nhiều lần á Thư nắm công văn trong tay, ở trên đây Thư dám ngồi nói một câu luôn. Em đó hiện giờ đang ở Việt Nam. Nếu như em đó lên coi thì em đó sẽ là người nói cho Thư. Và có một bạn luôn, Thư xin nhắc lại. Những cái thông tin á Thư không bao giờ đưa ra. Vậy thì sao? Cái tánh của các bạn ta đây lắm. Nghe lời môi giới là một, nghe lời những thánh lừa đảo là hai. Lên Facebook chơi, lên mạng chơi, lên TikTok chơi, nhưng phải khôn ra ở một chuyện đâu đúng đâu sai, đâu người truyền tải thông tin đúng, đâu là người không biết cái gì. Thư nói rất là rõ, nhưng nhiều người cứ thích cào, gào, riết rồi Thư mệt. Tại vì biết sao mọi người biết không? Đôi lúc á, Thư hy sinh quá nhiều mà không đáp lại một lời cảm ơn,
Ngược lại các bạn chỉ biết chửi thì Thư mệt lắm. Nếu mà làm việc tốt mà bị các bạn chửi quá Thư cũng mệt. Rảnh đâu mà làm gì làm chi, đúng không? Một lần, hai lần nước chảy đá nó cũng mòn riết rồi. Những cái người mà giúp các bạn thật lòng, người ta mệt lắm, người ta muốn giúp nữa. Tại vì cái tánh của các bạn cứng đầu. Lần đó Thư nói làm sao? Bình tĩnh đi. Chính phủ không có công văn cho các bạn bay qua và bay về. Đâu có ai nghe đâu. Đổ xô đi nghe, rồi bỏ tiền ra rồi mất. Nhưng trong đó có một em đặt cái niềm tin lên Thư. Tuy không gặp mặt bao giờ, em đó một cuộc điện thoại hỏi thôi: chị ơi, em có bầu rồi, chị giúp đỡ giùm em, hướng dẫn giùm em làm sao em trở về Việt Nam. Thư chỉ điều khiển từ xa, nhưng bây giờ em đó đã về nước mà không phải qua một cái gì cả. Bằng chính sức lực của em đó và tự em đó điền hồ sơ và tự em đó làm, không phải thông qua một công ty nào cả, không phải qua một môi giới nào cả, mà hiện giờ em đó đã về nước và đang sinh con bên đó. Và em đó gửi lời cảm ơn Thư khi đáp chuyến bay xuống Việt Nam. Em đó tự làm và Thư nói với em đó một câu: chị không giúp em được, vì đây là quyền lợi cá nhân riêng tư của em mà không một ai có quyền giúp em được, ngay cả tổng thống. Mà tự em lên giúp chị hỗ trợ cho em trình tự quá trình xin về Việt Nam. Còn những công ty mà nó lên nó nói nó hỗ trợ, nó giúp đỡ, nó thế này là nó lấy từ cái thông tin tên của những người được nằm trong danh sách đi về rồi lấy ra để up thôi. Em đó làm theo đúng trình tự như Thư nói và ngồi chờ tới bầu, có bầu tới tháng thứ mấy thì em mới được duyệt, đúng không? Và hôm nay em đó đã về Việt Nam. Cũng như có nhiều em hỏi: chị ơi, có vé máy bay không? Thì Thư nói một câu: vé hay không vé thì còn vào cái hồ sơ của em nữa. Cũng giống như một bạn hết hạn bắt bo Việt Nam, là lao động hết hạn bắt bo Việt Nam tại Đài Loan nha. Mỗi khi môi giới sẽ làm sao? Dắt các bạn đi. Thì môi giới sẽ như thế nào? Ăn tiền các bạn. Cái đó là hiển nhiên, đúng không? Nhưng môi giới đài độ các bạn, nhưng bạn đó gọi điện: Thư ơi, giúp mình làm sao xin được cái bắt bo gia hạn. Thế thì Thư dắt đi thôi. Ai hết, ai xin với một cách hết lòng và tin tưởng, Thư sẽ làm lại, đáp trả. Còn ai mà chỉ nhỡn nhơ và hỏi xong rồi cái môi trề xuống tới vú, thì Thư xin lỗi, Thư không bao giờ giúp. Tại sao? Qua cách nói chuyện là Thư đủ biết rồi. Các bạn tin hay không tin? Còn lên truyền tải thông tin cho các bạn là quyền lợi của các bạn, chứ tụi Thư cũng không ăn được cái gì chứ. Đừng bao giờ nói câu là đi lên đây truyền tải thông tin thì sẽ được tiền lương tiền đồ. Không có đâu, không có nha. Làm không á, mà đôi khi làm không mà kể ra thì mất phước mất công. Mà hôm nay Thư phải kể là tại sao? Tại sao? Tại vì Thư, tụi Thư chán nản lắm. Thậm chí cái công văn cầm từ hồi sáng giờ mà Thư không thèm đứng lên nói luôn, mà đợi tới mà họ gọi điện cho Thư nắm hồi bảy hịch. Thư đang nằm vậy đó, Thư nằm chơi điện thoại á, Thư không muốn ngồi dậy luôn á. Thư nói Thư mệt, Thư lười. Mà họ nói Thư một câu là: đó là người Việt của tụi bay, mà tụi bay không giúp thì giúp ai? Thư mệt luôn á. Tại vì Thư biết tánh người Việt của chúng ta lì lắm. Có nói cũng vậy à. Nói là người ta ghét mình thêm chứ người ta không có thương. Bởi nói làm chi? Người hiểu thì họ thương mình không hết. Còn người mà họ không hiểu á, là họ truyền tay nhau. Người Việt ta có một câu sao? Tiếng tốt thì đồn gần, tiếng xấu thì đồn xa vạn dặm á. Mà Thư thương thích làm người xấu đâu, làm người xấu nhiều quá Thư mệt rồi. Ai trong đời không thích làm người tốt? Trời đất ơi, không ai thích làm người xấu cả, mọi người biết không? Mà Thư nói thật luôn á, mệt luôn, mới hôm qua vừa cái đợp luôn. Còn ngồi nói là Thư còn ngồi nói là vài bữa mà Thư lên đài phát thanh á, Thư sẽ lại một lần nữa xin yêu cầu chính phủ hỗ trợ giùm cho người Việt mình. Đó. Không biết á, đi xin nhiều quá không biết làm chi nữa. Xin nhiều quá mà mọi người không có biết
Nhiều khi nói nhiều khi Thư Thư không biết buồn hết sức luôn. Nhiều khi buồn lắm, nhiều khi buồn không biết nói làm sao nữa. Buồn cũng không dám nói nữa. Chết cũng xin hờm. Xin hờm xong thì lại xin tiền bỏ vô cái hũ 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 cốt. Rồi lại tiền vé máy bay về nước, rồi lại thủ tục lại đủ thứ. Mọi người có hiểu được cái cảnh đó không? Nhưng mà Thư không hiểu làm sao nha. Tôi nói thiệt chứ tôi qua đây bao nhiêu năm, tôi qua bao nhiêu năm chứ tôi không biết quán bar làm sao. Mà tôi lên trên Facebook là tôi buồn ghê lắm. Trong khi bao nhiêu người hì hà hì hục, đi xin từng đồng từng cắt, đi xin đi đấu đá, đi xin từng cái quyền lợi cho những lao động, cho những anh em bất hợp pháp. Thì ngược lại những anh em lao động bất hợp pháp thì tối ngày cứ quán bar rồi vũ trường rồi hát rồi hò, rồi nào là đủ thứ cái trò nhăn nhít. Gì chị? Em đang live stream không? Em đang live chị ơi. Đang live rồi còn kêu gọi gì nữa. Bởi vì cho nên là Thư buồn lắm. Tém tém bớt đi các bạn ơi. Tém tém bớt đi. Trời đất ơi. Nhiều khi á, nhiều khi gì nè, các công an á, họ đột nhập vô quán bar nè, họ đột nhập vô quán ăn nè, họ đột nhập vô mấy cái khu ăn chơi á, họ bắt được lao động bất hợp pháp. Sao họ bắt được vậy? Sao họ bắt được? Kiếm tiền khổ quá mà, bất hợp pháp mà, mà còn đi vô đó mấy chỗ đó chơi rồi cờ bạc rồi lô đề. Trời ơi, tao nói đủ thứ các kiểu con đà điểu luôn. Xong rồi sao? Xong rồi cái đầu cái mượn nợ mượn đồ rồi đánh lộn chỗ đau đầu lắm. Nhiều lắm các bạn biết không? Nhiều khi không muốn nói luôn. Nhiều khi mấy bạn ở Việt Nam không biết đâu, cứ thấy bắt cái là tưởng sao. Khổ lắm, đau đầu lắm. Thiệt á, trong khi á em chăn ấm nệm êm thì không thấy. Các bạn hát hò nè, la hét nè, rồi làm như ông hoàng, làm như bà chúa ông hoàng vậy, ăn mặc xịn sò rồi thế này thế nọ, mà gặp chuyện là toàn là đưa ra những cái gì đâu mà. Tao nói những cái lúc mà các bạn ăn chơi trác tán, những cái lúc mà các bạn hà hê cưa ngỏng á, đã mình lao động mình đã lãi rồi. Đúng, các bạn là những người lao động, những người bất hợp pháp, là những người có quyền ăn mặc, có quyền chơi, không ai cấm các bạn cả. Đó là sự tự do dân chủ của các bạn. Nhưng tém tém bớt lại, để nhiều khi mình phòng hờ, mình có việc mình đừng có đi xin. Mà lỡ có xin thì xin nó dễ một chút. Chứ có nhiều trường hợp các bạn ăn chơi quá, cái lúc chết á, cái hòm cũng đi xin á, người ta không có cho. Người ta trích lục lại, trích lục lại Facebook của các bạn, trích lục lại hồ sơ của các bạn, trích lục lại từ bạn bè của các bạn. Các bạn là xuất thân những người ăn chơi, những người trời ơi cũng thế này thế nọ, thì cho gì, nó có tiền nó chơi thì cho gì. Đó, nó khổ là ở chỗ đó. Nó khổ là ở chỗ đó. Nhiều khi cái chuyện này là chuyện của các bạn, thương có quan tâm đâu. Nhưng mà nhiều khi mình sống á, mình phải để ý một chút. Là mình chơi nhưng mà mình phải để cái hậu. Các bạn làm ầm ầm quá, làm tới tụi Thư sợ luôn. Tụi Thư sợ quá, tụi Thư núp, núp thiệt là núp luôn. Mà tụi Thư núp làm gì biết không? Núp xong mở cửa hé hé ra để chị biết không, lại đi kêu gọi hỗ trợ chứ sao. Quậy banh chành khói lửa luôn. Mà nhiều cái nói tới các bạn đó là, mà nói ra các bạn nói là gì biết không? Trời ơi, gì ghen tị đố kỵ, cho nên mới vậy. Trời ơi, rảnh quá đi ghen tị đố kỵ với các bạn. Thư biết các bạn nghĩ sao mà nói tụi Thư ghen tị đố kỵ với các bạn. Trời đất ơi, không có bao giờ mà ganh tị đố kỵ với các bạn chứ. Rảnh đâu ganh tị đố kỵ với các bạn. Các bạn làm những cái chuyện mà người ta cười, mà người ta không dám nói ra, nó hôi lông lắm, biết không? Tém tém lại, tém tém bớt lại đi. Có nhiều bạn gì nè, dõng dạc lắm. Mình mới qua Đài Loan 3 tháng, cái chụp hình cái quán bar đó hỏi vậy nè: xin hỏi các bạn điểm danh những ai biết chỗ này. Nè tôi điểm danh mười mấy năm, ba, mấy đời tổng thống luôn, tôi còn chưa biết cái chỗ đó mặt dọc mặt ngang sao. Tôi điểm danh trước nè, tôi không biết. Trời ơi, qua đây mà điểm danh bạn nào qua Đài Loan mà đã kiếm được bao nhiêu tỷ đi thì nghe nó hay. Hoặc là các bạn qua đây điểm danh mà những bạn nào mà nhớ nhà đi, những bạn nào mà gặp khó khăn đi, những bạn nào thế này, đi hỏi những cái chuyện bao đồng, hỏi những cái chuyện gì đó vô duyên. Nào là gì, có biết chỗ nào cái gì, sao tối ngày vô thấy đắng gì, quán bar, vũ trường, rồi hát, rồi lên toàn là ba cái chuyện tranh giành hát hò, rồi bao nhiêu người xem, bao nhiêu fan. Nhìn về nhà kìa, tiền ngân hàng trả hết chưa,
Nếu dư dả quá thì về Việt Nam đi, về bển đi. Đừng có làm quậy phá ảnh hưởng tới tất cả những người Việt Nam còn lại. Họ đang sống tất cả vì quê hương. Đừng làm ảnh hưởng tới một thành phần bé nhỏ nào mà làm ảnh hưởng đến cả một cộng đồng người dân Việt Nam đang ở đây. Các bạn xấu thì các bạn hưởng một mình, đừng có đổ cái xấu hết lên đầu tụi tôi. Các bạn biết không? Tại vì các bạn không biết thôi. Chứ tụi tôi hả, nghe nhiều lắm. Tại các bạn y xèo ha. Các bạn có biết không? Tại sao mà mỗi lần mà sở lao động á, sở di dân á, nó đi bắt các bạn là nó đều có những cái người Việt Nam dịch thuật. Thì các bạn cứ hiểu rằng đi, những cái việc các bạn làm nó hôi lông ở cái đất Đài Loan này mà người Việt chúng ta ai mà không biết. Những người làm trong ngành nghề ai mà không biết, chẳng qua không thèm nói. Tại biết sao? Nói gì giờ? Vì các bạn không ý thức được cái sự việc thì giờ nói ra các bạn cũng vậy. Nói ra các bạn nó ghen tị đố kỵ. Nó khổ gì đó, để cho các bạn làm cho đã thôi. Mà trong khi á, mà các bạn làm đã rồi á, banh chành khói lửa rồi á, sáng mắt ra rồi á, thì muộn rồi. Khổ cha, khổ mẹ. Như bây giờ thưa chị nói nè, cái lúc các bạn ăn chơi á, các bạn có nghĩ tới cha mẹ không? Đó, các bạn có nghĩ tới cha mẹ không? Mà cứ mỗi lần xảy ra biến cố cái là Thư thấy đăng nè, lịch trình đăng một cái bài xin tiền là thứ nhất là tiền ngân hàng còn nợ, con cái 2-3 đứa, cha mẹ già yếu, anh ấy phải ra sang bên xứ người để làm, mong các bạn có thể ủng hộ tiền. Nhưng trích lục hồ sơ thì cả một quá trình ăn chơi tại Đài Loan. Thế thì bây giờ Thư hỏi các bạn, các bạn suy nghĩ như thế nào? Các bạn cảm thấy như thế nào? Các bạn cảm thấy như thế nào? Cho nên Thư mới nói tất cả những anh chị lao động bất hợp pháp, cũng như anh chị lao động, cũng như sinh viên học sinh, tém bớt lại. Các anh chị nhìn thấy những anh chị định cư không? Mà các bạn hay dùng cái từ dâu đài á. Không có thấy ai mà đăng đàn như các bạn hết. Thư xin lỗi chứ bây giờ tất cả các bạn mà lên Facebook mà những anh chị lao động đi, dưới lên Facebook những anh chị mà định cư đi, nó khác trời vậy cả. Trong khi người lao động là tức là xuất khẩu lao động, là những người mà ngày đêm chỉ biết làm và làm, và dưới sự áp bức của chủ và dưới sự áp bức của môi giới. Nhưng mà lúc nào trên Facebook cũng trời ơi, tao nói ăn chơi trác táng nha, nhảy nhót nha, hò hét nha. Còn trong khi những người định cư thì Facebook suốt ngày chỉ đăng đàn đi làm, suốt ngày chỉ có đi làm. Ủa là sao? Vậy tôi đi lao động sướng hơn tôi định cư nè. Và Thư cũng nhắc cho tất cả những anh chị lao động nghe như thế này. Các anh chị lúc nào cũng nói cái câu gì nè: trời ơi mấy bà định cư sướng muốn chết luôn. Sướng không? Sướng chỗ nào? Giờ chúng ta kê khai cái sướng nè. Các anh chị qua đây lao động, các anh chị chấp nhận xa xứ để kiếm tiền lo gia đình thì chấp nhận dây nợ, đúng không? Mà chấp nhận chơi thì chấp nhận chịu. Đừng bao giờ đổ lỗi là tôi dây nợ, tôi qua đây tôi khổ, là bụng làm dạ chịu. Đừng phàn nàn trách ai. Vì các bạn mượn nợ thì các bạn tự trả, các bạn kiếm ra thì các bạn tự ăn, chứ không hề chia cho chúng tôi một đồng nào. Nên đừng than. Các bạn tự nguyện đi thì đừng bao giờ than thân trách phận. Cái thứ hai, khi các bạn qua đây, các bạn đóng ba loại tiền. Thứ nhất là tiền bảo hiểm. Tiền bảo hiểm đó các bạn đừng than, vì bảo hiểm đó là bảo hiểm cho bạn, chứ không phải bảo hiểm cho đất nước này. Đó là bảo hiểm của các bạn, cá nhân của các bạn, chứ không phải bảo hiểm cho bà tổng thống. Là cái thứ hai. Cái thứ ba, các bạn đóng tiền đó chính là tiền bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế đó là bảo hiểm y tế khám bệnh khi các bạn có bệnh, chứ không phải khám bệnh cho bà tổng thống, không phải khám bệnh cho ông bác sĩ, không phải khám bệnh cho bà môi giới, không phải khám bệnh cho ông chủ của các bạn. Nên các bạn đừng bao giờ la ông ổng lên là tôi qua đây đóng tiền này tiền nọ. Ha, tiếp là tiền môi giới.
Đây, tiền môi giới nó ác như thế nào thì thằng môi giới đó nó gánh. Riêng cá nhân tuổi Thư thì không đi sâu xa cái việc đó nên không dám nói nhiều. Nhưng chỉ nói nôm na rằng nó đưa các bạn đi thì nó ăn chút đỉnh. Cái công sức nó đưa đi thì chúng ta ngay từ đầu cũng đặt bút xuống, chấp nhận, ok, đồng ý với cái sự yêu cầu đó của họ thì các bạn mới đi, đúng không? Chứ họ không nắm tay của các bạn, đè các bạn xuống ký. Nên khi qua tới đây rồi, một mất một còn, đừng than thân trách phận. Mà trong khi đó, ngoại trừ ra các bạn còn được Bộ Lao động Chính phủ Việt Nam đang ở đây, và Hội Cô Dâu Đài Loan, tất cả các hội đang ngồi ở đây để đợi cái gì? Đợi cái sự ăn chơi cho đã của các bạn xong rồi, cái cốt, cái hư của các bạn tụi tôi hốt là đợi gì đó. Nói tới hôm nay á, tức quá, tức nước lỡ bờ, nói luôn cho các bạn. Các bạn làm quá hà, làm quá luôn, mà tụi Thư không thể nhịn nổi. Các bạn có biết mỗi lần mà họp mà xin cho các bạn là giữa bên Bộ Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Đài Loan phải đấu đá với nhau, phải giành giật với nhau, các bạn có tham gia những cuộc họp đó không? Các bạn đâu có tham gia, các bạn đâu biết. Nên các bạn đóng những cái khoản tiền đó là các bạn đã la lên. Các bạn qua đây như các bạn muốn hốt hết tiền bên này vậy. Cứ đòi là phải mấy chục triệu một tháng. Thế bây giờ Thư hỏi nè, ở Việt Nam mình lao động xúc đất thợ hộ bao nhiêu một tháng? Bên đây lao động xúc đất thợ hộ bao nhiêu một tháng? Ở Việt Nam, các bạn ở Việt Nam các bạn đi quét nhà người ta, các bạn đi ở đợ người ta một tháng bao nhiêu? Bên đây các bạn đi tả xào cho người ta, đi lao động cho người ta, đi quét nhà cho người ta bao nhiêu? Rồi các bạn ở bên Việt Nam các bạn đi đâu? Đi bưng cơm, đi bưng hủ tiếu một tháng bao nhiêu? Các bạn bên đây bao nhiêu? Các bạn có quy ra chưa? Các bạn có quy cái đồng tiền bên này nó lớn hơn so gấp 2, gấp 3 lần lương ở Việt Nam không? Mà các bạn cứ tối ngày đòi than thở. Thêm nữa, Thư hỏi các bạn nè, các bạn qua đây các bạn cứ lên trên Facebook đó, nhất là các chị mà giúp việc nhẹ, em lại các chị một điều, sẵn hôm nay em nói luôn, em quá mệt mỏi. Và em cầm cái công văn lên, em quá mệt mỏi luôn, em không muốn nhắc tới người Việt mình luôn. Em quá mệt mỏi và em thậm chí em không muốn tham gia cộng đồng Việt Nam mình và không muốn giúp một cái gì luôn. Em quá mệt mỏi, em lại các chị luôn. Các chị hay lên như thế này nè. Thứ nhất là các chị không có cái quyền gì mà các chị quay phim những ông chủ bà chủ mình đưa lên trên Facebook cá nhân của các anh chị và đưa lên cái hội nhóm lao động của các anh chị. Các anh chị có biết rằng đó là quy tắc, các anh chị đã xâm chiếm và chưa được xin phép của người ta mà các chị đã lấy hình ảnh của người ta đăng tải lên. Các anh chị đưa vô trong hội nhóm, các anh chị cấu xé nói chuyện chủ nhà, mà trong khi các anh chị ăn cơm uống nước ngủ nghỉ nhà người ta mà các anh chị lấy hình ảnh của ông chủ bà chủ mình đi bêu riếu ở trong những cái hội nhóm như vậy, các anh chị làm như vậy có được không? Ví dụ như tôi là con của họ, tôi sẽ đánh các anh chị vì các anh chị lấy hình ảnh cha mẹ tôi đi bêu riếu như vậy. Mà trong khi đó những Bộ Lao động Việt Nam họ phải đi xin xỏ để xin lỗi những cái việc cổn con như vậy của các anh chị. Hở ra các anh chị vậy nè, tôi không hiểu các anh chị có biết rằng hiện giờ ở Đài Loan, người làm trong bộ máy nhà nước Đài Loan họ học tiếng Việt rất giỏi không? Họ đâu có còn Việt Nam mình già dịch nữa. Họ nói giỏi lắm, họ nhìn chữ giỏi lắm, các bạn có biết không? Các bạn tưởng hỏi là con dịch sao? Họ cho dân của họ đi học chữ luôn, các bạn có biết không? Họ khuyến khích và họ ủng hộ người dân của họ đi học chữ, các bạn có biết chưa? Nhất là anh chị mà lao động mà giúp việc nhà, Thư lại luôn, Thư lại dài luôn, hôm nay Thư nói luôn. Chuyên gia là gì nè? Các bà thì sao? Cái ATM nhà tôi á, ông nhà tôi, bà nhà tôi, địch mẹ nó, địch cụ nó, con dở hơi, cái thứ gì gặp cái gì, cái thứ gì gặp gì, nếu cảm thấy rằng không ở nổi về nước luôn. Đừng làm những cái chuyện dơ bẩn như vậy. Các chị chụp hình người ta, các chị đưa người ta ở trần ở chuồng tắm rồi bóp vú thế này thế nọ, các chị đưa lên trên vậy. Người ta trả tiền cho các chị, không phải trả tiền để các người ta trả tiền để các chị quay giúp việc, chứ không phải trả tiền để các chị đưa hình ảnh người ta ra bêu xấu trong các hội nhóm như vậy. Lương tâm của các chị ở đâu? Dù họ có đối xử với các chị như thế nào, nhưng họ đã, các chị chấp nhận qua đây để kiếm tiền, chấp nhận ở với họ, thì các chị phải tuân thủ một điều. Tại sao con chó các chị cho họ, cho nó ăn, nó rất là tin tưởng chủ,
Mà tại sao các chị ở nhà người ta, ăn uống nhà người ta mà hở một chút ra là các chị làm những cái chuyện kinh thiên động địa, mà khiến cho những người bên bộ lao động mệt mỏi với các chị. Thậm chí những hiệp hội tụi em thở không nổi với các chị, trở tay không kịp với những cái chuyện vô cùng vô duyên như các chị luôn. Cho nên từ những cái đó khiến cho tụi em nản đi, và càng ngày tụi em càng bỏ lơ các chị luôn. Tại sao các chị không tuân thủ? Tại sao các chị không tuân thủ những cái việc đó? Các chị chuyên gia đi nói xấu người ta. Em xin lỗi với các chị chứ, đừng có nói là mình qua đây mình làm. Nhà em nè, trước kia có thuê người làm luôn á. Chị có biết không? Em nhớ hoài cái câu cái chị đó, cái chị giúp việc nhà đó. Em mới bước xuống để cái chén à, bà nói sáng giờ làm cũng chết luôn, cũng nghỉ ngơi vậy. Đứa này ăn cái rửa tới đứa kia ăn rửa, xong nhà trước quét thế này thế nọ, mà thương nhột luôn á. Đi làm nhưng mà còn mắng lại. Bởi vì cho nên rằng là các chị cứ đưa lên, các chị có biết không? Các chị tưởng các chị viết tiếng Việt người ta không biết hả? Còn nữa, bắt đầu học nơm nớm đâu hai ba câu tiếng phổ thông, thà không biết thì thôi luôn đi. Em là như em xin nói dỗ ngực xuống hổ luôn, em ngu chữ phổ thông lắm, em ngu lắm, nhưng em hiểu được na ná. Các chị chửi xéo người ta, rồi một ngày nào mà người ta chịu không nổi đó nha, cái người ta đóng cửa cái rầm, người ta không cho Việt Nam vô làm nữa, rồi làm sao đây? Sao? Làm sao mới được chịu đây? Qua đây làm thì giống như chúng ta sinh ra, ai chọn cho mình số phận bao giờ? Đôi dép nó còn có số, nó còn có số 1 tới số mấy mà, đúng không? Mỗi một món đồ từ trong công ty sản xuất ra nó đều có mã vạch, có con số. Tại sao có bình thì bình sứ, có bình thì bình gốm, có bình thì bình dởm? Mỗi thứ nó đều có một con số. Chúng ta không thể tự quyết định số phận của chúng ta được. Lỡ chúng ta qua đây gặp ông chủ tốt thì số phận chúng ta có phước. Còn gặp những người mà ông chủ không tốt thì chúng ta chấp nhận cái vấn đề là chúng ta xui đi. Mà những người xui đó thì sao? Mà cái xui này còn vui nữa này nha. Cái người mà ở với chủ tốt á thì đi khiêu khích với cái người ở chủ không tốt. Cái chị mà chủ tốt á bắt đầu đăng đàn lên khoe mẩy, khoe tùa lưa tà la, ô chủ tôi tặng cái này, ô chủ tôi tặng cái kia, ô hôm nay tôi được cái này cái kia. Nhưng xin lỗi à, búng móng tay cũng biết làm sao mà tụi chị được như vậy. Không còn phải nói nghĩa đen ra, cũng không còn nói sâu xa. Tụi em không rành hả? Đừng nên khoe những thứ mà chưa chắc gì nó đã tốt đẹp. Rồi những người không tốt á, ở với chủ không tốt á, buồn. Bắt đầu suy nghĩ. À, bắt đầu suy nghĩ nè, buồn. Đầu đổ lên đầu môi giới nè. Đầu đổ lên nè. Trời lừa tôi qua ở với cái nhà này thế này thế nào, đầu dậy dựng lên, đầu đổi chủ. À, bắt đầu đủ thứ trò xảy ra. Bắt đầu đủ các kiểu con đà điểu. Số của mình đã không tốt thì đi 10 chủ cũng không bao giờ tốt. Gớm thì bình gớm thì nó bình gớm, mà bình sứ thì nó bình sứ. Bình đất sét thì nó đất sét. Không thay đổi được. Cho nên rằng là còn những đó là nói về khía cạnh của những anh chị em lao động nha, giúp việc kè nha. Mà tụ tập ăn chơi, ta nói số 1, đủ các kiểu con đà điểu luôn. Nói ra thì các anh chị giận, các chị khép bớt lại. Người ta thấy hết những việc các anh chị làm, người ta chướng nhưng người ta không thích nói. Nhưng khi các anh chị gặp chuyện thì người ta sẽ bỏ luôn. Đó. Trời ơi, cái vụ lao động mà sinh con bỏ là nhiều. Trực tiếp trên tivi luôn. Ở bên đây camera 24/27.
nó lấy xuống. Ở Việt Nam á, thì phải dựng tình huống cho ở Đài Loan là trực tiếp đưa cái mặt của mình, rồi đưa luôn, đi đâu, đạp xe đạp, rồi bỏ vô thùng sao, nó đưa lên TV luôn. Ở bên đây là không có dựng tình huống, mà bên đây là camera lấy xuống, cắt, đưa lên TV luôn. Đó. Đó là nói về các anh chị em lao động giúp việc nhà nha. Giờ tới anh em lao động nè. Bắt đầu tới anh em lao động nè. Bởi vậy cho nên các anh em cứ như vậy mà giết rồi bị bỏ rơi là vậy. Qua đây á khổ, ai cũng khổ, người nào cũng khổ. Khép bớt đi. Ta nói cứ cuối tuần là ta nói 10 cái Facebook là hết 9 Facebook ăn nhậu. Ủa mấy anh chị ăn nhậu không sợ người ta biết hả? Không sợ chính phủ biết hả? Sợ chính phủ nó không biết hả? Sợ Bộ Lao động Việt Nam nó không biết hả? Phải khoe mẩy ra, sợ môi giới rồi nó không biết hả? Sung sướng quá mà, gặp chuyện nó đâu có giúp là vừa. Trời ơi, mấy chị khép bớt một chút được không? Rồi ta nói hả? Đeo vàng. Các anh chị biết không? Ở Đài Loan nó không có đeo. Ở Đài Loan nó không có đeo vàng. Đeo vàng nó nói mình lúa với sến lắm. Nó để tiền trong ngân hàng không à. Còn Việt Nam mình nó qua đây á, để lao động không có ai cấm. Thiệt. Nhà nước nó không có ban ra cái luật cấm. Nếu cấm thì ai bán vàng. Nhưng mà mình biết an phận để được người ta thương. Trời, để người ta thương khó lắm. Để người ta ghét dễ lắm. Đeo chi mà cả đống cái ề. Rồi đeo rồi người ta mặc áo tới đây nè. Sợi dây chuyền nó dài tới vú. Mà mắc mới gì sợi dây chuyền mà cổ đeo tới đây mà sợi chuyền nó cứ nằm ở ngoài vậy. Nó nằm tới vú thì đeo làm sao thấy đúng không? Phải kéo cái sợi dây chuyền ra để cho người ta thấy. Làm gì không có ham. Rồi cái đầu công ty, ông chủ thư nói cho nghe nè, người Đài Loan nó ghét. Nó nhìn mình á, phô trương quá nó ghét lắm. Nó ghét rồi nó đi rồi ráng chịu. Vừa. Thư nhớ có một lần. Tôi cũng người Việt mà tôi biết mà. Tôi quất lắc một cây vậy nè. Rồi cây tư. Sợi chuyền cũng một cây mấy á, tôi đeo. Biết bà Đài Loan bà nói một câu gì không? Từ ngày đó cho tới hôm nay không bao giờ tôi đeo nữa. Bà nói mày đeo đồ là tao biết mày người Việt rồi. Biết nói sao không? Ủa sao biết? Người Việt mày á là có nhiều phê ra hết à. Đó. Nhìn vô là biết. Tôi mắc cỡ không chết. Nghe cái chữ phê chứ không phải là người Việt nha. Là từ đó luôn. Một phân tôi cũng dám đeo lên người. Tôi đeo đồ giả không à. Mà trong khi đất nước này là cái đất nước mà an ninh vô cùng. Có đeo cả cây cũng ai giật. Tôi đâu không dám đeo. Mà về Việt Nam vàng giả tôi cũng đeo luôn. Nó đâu biết giả thì nó giật luôn. Đó. Bởi vậy cho nên nói ra thì người ta nói mình ganh tị. Đó. Người ta nói mình ganh tị. Bởi vậy cho nên á, mình đâu có dám nói. Mà bây giờ ức quá, kêu gọi ra đầu thú chữa bệnh, mà nói chuyện sốc ốc. Nói luôn cái khúc mắc, nói luôn cái nỗi khổ, nói luôn á là người ta nói mình bị khùng hay không bị khùng là chị nghe. Còn em, người ta nói thẳng mặt em thì em nói, chứ em không dám nói những cái chuyện mà em chưa nghe. Người ta nói thẳng mặt em là em làm em đem ra thôi. Còn nói bị khùng thì người ta chưa có nói với em nên em không dám nói. Em không dám nói bậy bao giờ. Thư á sẽ nói luôn những cái nỗi khổ mà những cái người người ta làm cho các bạn, để các bạn hiểu, để các bạn sẽ biết là người ta có bỏ rơi các bạn không. Các bạn đừng có gào. Mà nhất là các bạn đi vô các cái hội nhóm đi. Đó, rồi xong nha, những cái ngày lễ, những cái lễ trong năm á, những cái câu mà lên đăng vậy nè, nghỉ 3 ngày mấy anh em có tụ tập không, rồi xong tiếp sao, hôm nay có đi đâu không. Nếu như mà các bạn đặt trường hợp như các bạn qua đây mà các bạn đã muốn kiếm tiền về quê hương thì các bạn xác định một câu như thế này: mình chỉ được sang đây làm, quy định của nhà nước là 10 năm thôi là phải về Việt Nam. Thì trong 10 năm đó mình phải tận dụng mỗi giây, mỗi phút, mỗi khắc của mình để kiếm tiền. Có những bạn đi chỉ 3 năm thì họ trở về và họ không qua lại.
Có những bạn đi 6 năm họ trở về và họ không qua lại. Đó là những người gì? Họ trân trọng từng giây, họ trân trọng từng phút tại đây. Họ chắc bóp, họ thậm chí không dám mua những món ăn ngon. Họ không dám mua những cái áo xịn. Họ không dám mua đồ ăn ngon. Họ không dám ăn bên ngoài. Họ nấu cơm dở theo. Họ chắc bóp. Họ quyết định, họ biết rằng xa xứ, xa quê hương, xa gia đình, đêm ngủ một mình nhớ gia đình, Tết nhất tới không về quê hương. Cái cảnh khổ làm trâu làm ngựa, xứ người bị người ta đài đọa rất khổ. Nên họ trân trọng từng giây từng phút, họ trân nâng niu từng đồng tiền đó và họ trở về quê hương. Họ làm chủ cả ở Việt Nam, họ xây dựng gia đình ở Việt Nam, họ mua xe mua nhà ở Việt Nam. Đó là những người đi lao động thông minh. Còn những người đi lao động mà chỉ biết có đồng nào gửi về gia đình có một chút thôi, còn lại xào đồng đó rồi ăn chơi trác táng. Thư nói một chuyện mà chính Thư chứng kiến thấy và Thư không còn phải lấy của chuyện người khác. Năm vừa rồi, trước khi phát dịch, Thư có về Hà Nội. Thư có về Hà Nội. Một bác đó đến cửa hàng của nhà Thư mua bộ máy tính. Bác đó hỏi Thư một câu: con cũng ở Đài Loan hả? Thư nói cháu ở Đài Loan. Bác đó nói gì biết không? Cháu biết không? Con trai bác nó đi á, ngần mấy năm trời, hôm nay nó mới về mua nổi cho bác bộ máy tính. Mà các bạn có biết bộ máy tính mà Thư bán cho bác đó là bộ máy tính như thế nào? Máy tính cũ nữa. Thư hỏi gì chứ mỗi tháng anh đã gửi về cho bác bao nhiêu? Em chứ không phải anh. Nó có gửi gì đâu con ơi. Nó nói bên đó không có việc. Bên đó không có cái gì. Đừng bao giờ đổi thừa bên đây không có việc. Cao lắm. Tôi xin lỗi với các bạn chứ. Không có việc thì ít nhất các bạn cũng phải kiếm làm thêm ở bên ngoài, hoặc là vân vân các kiểu con đà điểu cũng phải có 5-10 triệu. Chỉ trừ khi các bạn lười thôi. Đúng không? Và tôi bất ngờ vô cùng luôn á. Đó. Đổi thừa. Ở bên đây thì đổi thừa. Gọi về Việt Nam cũng đổi thừa. Trời đất ơi, tao nói đổi thừa đủ thứ chuyện hết trơn à. Đổi thừa rất là nhiều luôn. Mà riết mà các bạn, ta nói rằng là nha, cái thông tin mà internet á, hoặc là cái cộng đồng mạng nó mạnh, nó có mặt trái và mặt phải. Nó như một con dao hai lưỡi. Có những cái các bạn đưa lên như vậy là chẳng khác nào các bạn phanh phui ra lạy ông tôi ở buổi này, mà khiến cho càng ngày cái sự bảo trợ của các bạn càng ngày nó bị xa dần, xa dần, xa dần ở những cái thông tin, những cái truyền đạt, truyền tải của các bạn. Hằng ngày tụi tôi lên Facebook, tụi tôi nói với nhau hoài à. Mấy đứa lao động nó sướng ghê. Mình thì hả, thứ bảy chủ nhật cũng làm sắp mặt. Từ thứ hai, thứ bảy làm sắp mặt luôn. Còn tụi nó sướng ghê luôn. Thứ bảy chủ nhật là nhậu, nhậu xong rồi gì rách. Bún lộn. Kể nghe chuyện này vui lắm. Thư có một người bạn cùng làm việc chung với Thư, mới vừa ló đầu vô chỗ làm việc nhận được cuộc gọi lao động bất hợp pháp đánh nhau, phải đi bệnh viện, phải giải tán ngay nếu không công an bắt hết. Thư hỏi lý do làm sao vậy? Mấy ổng nhậu vô, mấy ổng quýnh. Trời đất ơi là trời. Ủa sao lúc nhậu không kêu tụi tôi nhậu vậy trời? Lúc nhậu không thấy ai kêu trơn á. Lúc bày tiệc ra không thấy kêu qua, ăn, tôi biết nhậu thì tôi cũng ăn miếng mồi chứ, trời ơi. Chém nhau, đổ máu, sợ công an bắt, gọi điện. Rồi ngày đêm phải chở đi, đi đâu mọi người? Đi cắt chỉ, có biết nói đâu, có biết chữ đâu mày. Sao lúc này không thấy nè, lúc này không thấy ai kêu hết trơn. Ừ, cái lúc ăn uống không thấy kêu. Lúc chết tới nơi là kêu. Sợ, đá quần luôn, sợ công an bắt. Rồi không dắt đi bác sĩ, máu chảy sao, chảy chết sao. Rồi cái chưa lành cái lo đi làm. Tỉnh rượu rồi. Lo đi làm kiếm tiền, chứ để không có tiền gửi về Việt Nam. Vui không?
Cho nên á, sao mà nản làm gì đó. Nản làm gì đó. Nản lắm. Thấy mấy anh chị làm cực cũng thấy thương, thấy xót. Hôm qua Thư đi ở ngoài, Thư đi từ nhà, Thư đi bộ từ nhà lên, à, Thư đi bộ từ cái chỗ đi bộ tới cái chỗ đài phát thanh á. Khoảng 5-10 phút à. Thư thở không nổi luôn, nắng nóng Thư thở. Cái câu của Thư phục ra là Thư nói gì phải không? Không biết những người làm ngoài trời á, tội nghiệp quá, nóng quá. Biết họ làm nổi không? Nhưng mà những cái người đó thì họ không có biết. Là sau khi làm mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi, dưỡng sức mai mình làm tiếp. Mình đã lao động bất hợp pháp rồi, mình đảm bảo cái sức khỏe của mình 24/27, vừa có thể tạo ra đồng tiền mà vừa có thể bảo vệ bản thân, vừa có thể ở lại đây làm được lâu dài, kiếm tiền thêm, xây dựng cho gia đình. Có đâu mà đã bất hợp pháp mà còn đi quậy phá làm chi vậy? Đã không có thẻ đi khám bệnh, ló đầu ra là bị bắt, mà còn tạo dựng đi mà những cái chuyện rùi bu vậy đi. Rồi mọi người cứ đài đọa người ta, mọi người có biết là tụi tôi những người định cư cũng có gia đình, tụi tôi cũng muốn được nghỉ ngơi chứ. Rồi một lần nữa tôi nói cho mọi người nghe nè, Thư đi hát á, là thông thường có thẻ thì mới được lên sân khấu. Những anh chị em lao động thì không có được lên sân khấu hát. Không biết cái thằng khứa nào nó báo công an. Thư nhanh tay nhanh nhẩu kêu mấy anh em đã lột đồ ra, cởi áo diễn ra, mặc đồ bình thường leo vô bàn ngồi. Thư đại diện họ, Thư ký giấy. Ừ. Những anh chị em họ coi như rằng là những cái ngày cuối tuần á, họ đều phải nai lưng ra hết, họ làm. Và mọi người có biết không, khi mà bộ lao động á, lúc mà Thư ký giấy á, thì bộ lao động mới nói gì không? Tao cực chẳng đã, tao cũng không muốn đi bắt đâu. Cuối tuần á, là tao muốn ở nhà với gia đình. Lì bê lưu lì bê thêm, tức là thứ sáu, thứ bảy á, cuối tuần là chỉ muốn về với gia đình. Cả ngày họ đối mặt với bắt bớ, họ cũng phải cần về ăn cơm gia đình chứ. Mà mọi người điện thoại, báo cáo, điện thoại, gọi là gì, điện thoại, trời, tiếng phổ thông thì ngu mà tiếng Việt cũng ngu luôn, à, gọi là gì, gọi là báo bắt á, à, nói vậy đi. Ừ, thì mọi người cứ suy nghĩ đi, khi mà mình làm trong một cái ăn cơm chính phủ mà dân gọi điện báo cáo bắt người mà bạn không đi là thằng đó nó rớt chức không? Gọi điện vô là tất cả hệ thống máy nó có hết rồi thì bắt buộc phải nai lưng ra đi bắt thôi. Ông nói tao cũng muốn bắt đâu, thiệt. Thứ bảy chủ nhật người ta cũng muốn nghỉ ngơi lắm, không ai rảnh đâu. Vì vậy cho nên rằng là mấy anh chị nên á, trân trọng từng giây từng phút, từng giờ từng khắc, hiểu chưa? Ồ, sao giờ ngu luôn tiếng Việt luôn mọi người. Tiếng Hoa thì không giỏi, tiếng Việt cũng ngu luôn. Thì giờ hỏi mọi người sống sao đi, tố giác. Con quỷ mẹ chồng em vô nhắc nhở, tố giác, kêu ổng qua đây, kêu mẻ qua đây ngồi nói tôi tiếng phổ thông đó, mà ổng không có chịu đi đó, ổng sợ người ta ghét ổng. Em đại diện cho người Việt Nam ghét em luôn, tại em nhiều người thương quá mà, em nhiều người thương quá cho nên em để cho người ta ghét luôn. Nói giỡn cho em nhiều người ghét lắm, ở cái đất Đài Loan này ai cũng ghét Thư, ghét lắm, ai cũng biết mặt Thư nên ghét lắm. Bác người ta nói không, đi đâu cũng thấy cái mặt nó. Tại vì em rảnh quá mà, em lo chuyện bao đồng. Hồi sáng giờ thì dắt óc suy nghĩ giúp đỡ cho anh chị em lao động bất hợp pháp ở trên TikTok á. Rồi giờ thì ngồi nai lưng ra. Đó, bây giờ là chính phủ đóng cửa. Bà chị thì bà gọi điện, bà hỏi là bây giờ mày có đi siêu thị để mua đồ về ăn không? Nó hy sinh không ăn, nó ngồi nó nói vậy đó. Tức quá mà. Ấm ức trong lòng, buồn trong lòng. Rồi, Thư nói cái vấn đề mà mọi người nói á, là lao động du học khổ hơn người định cư. Ủa sao biết là người định cư sướng nè, thiệt không? Thiệt là người định cư sướng hơn không? Giờ Thư nói ra mọi người sẽ biết là người định cư ngu hay là người lao động ngu nè. Rộn quay chưa? Bởi vì cho nên mọi người á, 100% không?
Chứ tuổi Thư định cư tuổi Thư rộng rã lắm. Các bạn có thể lao động chừng vài năm là các bạn về nước. Nhưng đối với những người định cư như tuổi Thư là đóng thuế nhà nước các kiểu con đà điểu cho tới già. Bản thân tuổi Thư hòa nhập cùng với người ta rất là khó khăn. Và tuổi Thư có những cái khó khăn còn gấp 10 lần các bạn nhiều, mà các bạn đâu có bao giờ hiểu được cái khổ của những người định cư. Mà trong khi đó tuổi Thư có bao giờ than thở nhờ các bạn giúp đỡ không? Trong khi đó tuổi Thư là những người hầu như xuyên suốt năm này qua tới năm nọ, thế hệ này qua tới thế hệ nọ, giúp đỡ cho từng người. Mà thậm chí cái hiệp hội của Thư á, những cái người già rồi đó, họ sắp già về hưu rồi, họ phải năn nỉ tụi Thư về để kế nhiệm, học hỏi kế nhiệm cái đó để làm gì không? Lái đai lưng ra đường giúp đỡ các bạn. Nín đi. À quên. Bởi vì cho nên rằng là những người định cư như tụi Thư là những người như thế nào? Thư cũng biết nói làm sao luôn. Các bạn, nếu các bạn cảm thấy rằng là người như tụi tôi sướng thì giờ tôi đổi cho các bạn nè. Các bạn có biết rằng là có những cái mà các bạn chưa trải nghiệm qua thì các bạn chưa biết đâu, chưa có thấm được như tụi tôi, như tụi Thư đâu. Và như những cái hoạt động của tụi Thư, nhiều khi á có nhiều người vô tin nhắn nhắn cho Thư một ngày á, Thư nói thật luôn, Thư có rất nhiều tin nhắn mà có những tin nhắn Thư không muốn trả lời luôn. Các bạn trách móc, các bạn hờn trách tại sao tụi mình không giúp đỡ các bạn, vân vân các kiểu. Nhưng các bạn có biết là các bạn cũng làm tụi Thư mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng luôn á đó. Rồi bây giờ không dám xoay quanh cái vấn đề gì luôn, bây giờ vẫn cứ xoay quanh cái vấn đề là Thư xin chốt lại một điều là kể từ hôm nay, bắt đầu từ hôm nay cho tới ngày 8 tháng 6 là chính phủ Đài Loan ban ra lệnh phạt tiền khi ai không đeo khẩu trang ra đường từ 3.000 tới 15.000. 3.000 đến 15.000 quy ra tiền Việt là bao nhiêu? 2 triệu hơn và 10 triệu hơn. Tiếp tục nữa là chính phủ nước Việt Nam và thay mặt cho Xin Chú Mịn, tức là những người tân di dân định cư ở Đài Việt Nam, Việt Nam định cư Đài Loan, người Việt Nam định cư Đài Loan, và thay mặt cho bên Bộ Lao động năn nỉ cầu xin, van xin những anh chị em lao động Việt Nam bất hợp pháp nằm trong khu vực Quan Hỏa, Vạn Hoa, Vạn Hoa, Vạn Hoa, Quan Hỏa, Lũng San Sư, Đài Bắc ra đầu thú sẽ được chính phủ bảo vệ 100%. Anh chị nào không tin tưởng, sợ chính phủ lừa bắt mình nhốt, Thư đảm bảo 100% đưa các bạn đi, bảo toàn cho các bạn chữa bệnh không tốn tiền và đảm bảo cho các bạn không bị nhốt gì cả. Trời ơi, em van xin các anh chị thương tình. Trời ơi, các anh chị giúp giùm cũng như là chung tay giúp đỡ chính phủ Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam nơi xứ người. Các anh chị ơi, mầm mống tương lai, con em chúng ta, người Việt của chúng ta đang sinh sống ở đây rất đông và rất đông, và tha thiết van xin thay mặt cho chính phủ Đài Loan, tha thiết khẩn cầu van xin những anh chị nằm trong khu vực tâm bão cấp 3, báo động đỏ, Quán Hỏa, Lũng San Sư, Vạn Hoa, Vạn Hoa ra đầu thú giùm em. Trời ơi, ra chữa bệnh giùm em đi, em năn nỉ đó. Có gì đâu mà từ sáng sớm chính phủ nó năn nỉ ở trên, nó năn nỉ rồi
Rồi xong bây giờ tụi em năn nỉ nữa, trời em khổ quá mà. Nhiều khi mệt quá à. Bệnh thì ra đi giùm em đi trời ơi. Đang nằm trong tâm dịch mà. Trời ơi mọi người ơi mọi người. Tôi gọi các đồng chí có nghe rõ không? Ai? Trời ơi năn nỉ mà em gian xin đó. Lặp lại một lần nữa. Công văn của chính phủ số 1448 gửi ngày 15 tháng 5 vào lúc 6 giờ sáng Đài Loan, 5 giờ sáng Việt Nam. Bản tin thời sự Việt Nam xin phát công văn gửi đến quý anh chị em là người Việt Nam hiện đang lao động và sinh sống tại Đài Loan, khu vực Quán Hỏa, Vạn Hoa, Lũng San Sư, Đài Bắc là trường hợp lao động bất hợp pháp nằm trong tâm dịch cấp độ 3. Nhanh chóng ra đầu thú, được sự khoan hồng của chính phủ 100% và được bảo hộ không bị bắt nhốt, sẽ được chữa bệnh và sẽ đợi vé máy bay về nước. Bản tin thời sự Việt Nam xin gửi đến quý anh chị. Trời ơi, em nói từ cứng tới mềm, từ vui cho tới hung dữ luôn á. Mà các anh chị không chịu ra đầu thú nó em cũng không biết sao luôn. Mà em nói trước đó cái bài like của em là sẽ được bên Bộ Công an, Bộ Bộ Di dân ở Đài Loan nó lấy nó đem về đó. Mà mọi người cũng biết rồi, cách đây 4 5 tháng Thư có tham gia một chiến dịch và bài của Thư được đăng ở bên Nhật nè, đăng ở bên Thái nè, đăng ở Đài Loan nè và đăng cả Việt Nam nè. Vì vậy cho nên rằng là Thư khẩn cầu, trời ơi, đừng để Thư lên trên mặt báo nữa. Ăn tối ngày nó cứ nhai lên, nó ngồi nó xin hoài. Em gian xin, em quỳ xin, ai đó ơi đang bệnh ra đi, mau ra đi. Rồi em đưa các anh đi chữa bệnh, mau lên đi các bạn ơi. Là công dân Việt Nam nơi xứ người, các bạn ơi, hãy thực hiện như lời Bác Hồ dạy. Các bạn ơi, thà chiến dịch chúng ta không thể đầu hàng. Các bạn ơi, là con rồng cháu tiên, là người à, là con của là gì thế hệ gì con cháu của Bác Hồ. Cho nên rằng là các bạn ơi, là người dân Việt Nam, các bạn ơi hãy ra đầu thú, được sự khoan hồng của chính phủ Đài Loan sẽ 100% chữa bệnh cho chúng ta. Là các bạn ơi, các bạn chính là thánh nhân rồi đó. Em cũng mệt lắm, em cũng hạn hán cạn lời rồi, em cũng không biết phải làm sao, làm như thế nào, và em cũng không biết ra sao thì các anh chị mới ra đầu thú. Em rất là mệt mỏi, em rất là mệt mỏi luôn. Em ước gì cái công việc này sẽ được truyền tải đến cho một người khác. Em năn nỉ mà, nếu không là tôi khóc đó. Hiện tại bây giờ chỉ vì ngồi kêu các bạn ra đầu thú, các bạn có lợi, còn tôi thì bất lợi. Dành cả tuổi thanh xuân để ngồi đây truyền đạt thông tin kêu gọi các bạn ra chữa bệnh thì ngày mai tôi phải ăn mì gói. Công ty mì gói Hảo Hảo Chua Cay Việt Nam xin tài trợ bạn sáng trưa chiều tối. Vì sao? Vì tôi ngồi đây nói chuyện, tất cả các cửa hàng đã bị đóng cửa và chính phủ đã đóng cửa rồi, ngay cả chính phủ cũng bạc đãi với tôi luôn, họ thờ ơ với tôi. Đúng ra phải kêu máy bay nó bay rồi nó thả xuống đây thùng mì gói chứ, biểu người ta lên ngồi đây nói quên luôn giờ giấc. Giờ này 8 giờ rưỡi mà trong khi cái lệnh cấm á là 4 giờ. Nhiều khi em cũng buồn ghê. Tao nói là vì nghĩa quên thân, còn cái này là đói luôn. Mà kêu mẹ chồng mua. Ừ, mẹ chồng em hay lắm. Có kêu rồi.
Mẹ nói là mẹ mua đúng cái chai xịt diệt khuẩn với bịch xà bông. Hết rồi. Đó. Là người Việt Nam ta hay cố lên bà người. Anh em ta xung phong ra đầu thuốc chữa bệnh nào. Trời ơi, bay luôn lá cờ. Yên tâm đi, nhẹm nhiều cờ lắm. Rớt cái cờ này có cờ khác. Nghe không? Là người làm việc cho người Việt mình mà lúc nào cờ cũng có trong người. Áo cờ cũng có luôn. Trời ơi, tao nói cờ nhiều. Đó. Thôi em mệt quá. Mũi nó chích em quá trời luôn. Nó chích em tan nát hết này. Em năn nỉ muốn xỉu luôn á. Đó. Ngày mai sẽ có một số người ra đầu thú, người đẹp à. Em năn nỉ mà. Ví dụ rồi bây giờ em sẽ giảng giải cho các anh chị. Nhất mà những anh chị nào mà không chịu ra đầu thú thì các anh chị xem tình hình sức khỏe của mình nhé. Đó chính là cảm thấy mệt trong người, khát nước, cổ họng hơi đau. Tại vì cái dịch đó, cái bệnh nó sẽ phát ra bây giờ là 21 ngày lận. Cho nên rằng là giờ em nói em chóng mặt quá. Bởi vì cho nên là các anh chị mình á là phải nếu mà không chịu ra đầu thú rồi thì cũng phải đảm bảo sức khỏe cho mình nha. Rửa tay thường xuyên nha. Trước khi ăn phải rửa tay nè. Các anh chị mình phải đừng có ra ngoài trong thời gian này nha. Ai cứu trợ cho các anh chị mình thì cứu trợ đi ha. Còn khi mà ở chung với những cái bạn nào mà có triệu chứng sốt hay bệnh gì á thì tốt nhất lên xách dép kẹp vô nách và chạy xa thật xa. Chạy khi nào mà không có thấy cạnh bên người bạn đó nữa là cảm thấy chưa được yên ổn đâu ha. Nếu mà lỡ chạy rồi thì sẵn chạy thì chạy thẳng vô bệnh viện giùm thư luôn nha ha. Nếu mà ở cạnh bên bạn bè mình mà nó có triệu chứng sốt á, kẹp dép mà lên nách chạy đó, đã chạy rồi thì chạy thẳng vô bệnh viện giùm thư luôn ha. Đó, báo cáo tình trạng là đang bị cái gì luôn nha, chứ đừng chạy tùm lum mệt lắm. Mà trong thời gian chạy đừng ghé chỗ nào luôn nha, chạy thẳng một đường luôn đi, đừng ngừng bất kỳ nơi đâu nha. Trời ơi, đừng có ghé chỗ này mua ly nước xong ghé chỗ nọ mua cái bịch cơm xong ghé chỗ kia mua cái này mua cái kia la xét nha là được ha. Chạy thẳng vô bệnh viện giùm thư. Trời ơi, em gian xin, em cầu xin đó. Mệt thiệt. Mệt thiệt chứ không có giỡn đâu nha. Mệt thiệt đó. Hồi nãy thì trên TikTok Thư phải làm bài hướng dẫn là hướng dẫn làm sao tất cả các anh chị mình đeo khẩu trang mà không có bị ấy thì rồi Thư làm một số việc. Rồi bây giờ thì Thư còn phải làm gì? Từ sáng giờ chưa ăn được cái gì, chưa ăn được cơm nữa. Mà cứ công văn, hết công văn này rồi tới công văn khác gửi tới. Rồi gửi tới thì Thư không có làm á thì gọi điện hối Thư. Không làm á thì không được, mà làm á thì cũng không được. Nhiều thứ lắm mọi người không biết đâu. Đó, bây giờ em chưa có ăn gì. Bây giờ em ước gì em ra đường được á, em mua ly nước uống. Đó, bây giờ thôi Thư chỉ cho. Nè, mỗi khi chúng ta đeo khẩu trang vô á ha, thì chúng ta đeo khẩu trang á thì mọi người nhìn nè, thì chúng ta hay đeo như thế này nè. Đó. Đó, chúng ta đeo khẩu trang như thế này đúng không? Thì hôm nay Thư sẽ chỉ cho các bạn cách đeo khẩu trang như thế nào mà các bạn sẽ an toàn hơn. Bắt đầu bà sầm xí đú ăn cam su tới em mệt lắm. Tối ngày cứ phát động phong trào không á. Đó rồi, chúng ta sẽ cột hai cái đầu này lại cho Thư nha. Cột lại nè. Cột hai cái đầu này lại. Nè. Đây. Cột hai cái đầu này lại nha. Bên đây Thư gút sẵn rồi nãy, tại vì nãy Thư làm cái video trên TikTok á để cho các anh chị lao động bất hợp pháp rồi những anh chị em biết á, thì chúng ta cột hai cái đầu lại như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ lật ngược cái khẩu trang lại và chúng ta nhét nó qua khỏi cái sợi dây đó ha. Rồi chúng ta bẻ cái nếp gấp lại, ok chưa ha. Rồi chúng ta sẽ lật nó qua nè. Đó, chúng ta bẻ cái nếp gấp lại, ok ha. Và chúng ta nhìn nó như là một chiếc thuyền vậy đó, mọi người thấy không. Và sau đó là chúng ta sẽ đeo vô ha. Trời ơi mệt quá, sáng giờ làm hoài mệt quá. Rồi, chúng ta sẽ đeo vô nè, mọi người nhìn nha. Chúng ta sẽ đeo vô cái nếp gấp này, nó hơi bị rộng nè. Đó, chúng ta sẽ đeo vô nè. Đó, thì khi chúng ta đeo vô thì cái nếp gấp ở đây á, nó sẽ sát luôn. Nó sẽ sát luôn cái hai bên hông này của mình.
và chúng ta ở đây chúng ta cũng sẽ có cái không khí thở nhiều hơn. Đó, mà chỗ này nó rất là chặt luôn nè, nó kín luôn á, nó kín luôn hết lại cho chúng ta luôn. Đó, mà chúng ta sẽ không sợ nè, cái nếp gấp nè nó sẽ không sợ sẽ bị ở bên ngoài cái không khí nó luồn vô. Mọi người hiểu chưa? Để đảm bảo cho sức khỏe, an toàn là quốc sách, cho nên là khẩu trang các bạn phải đem như vậy. Đó là cái cách đeo của các bác sĩ, các y tá. Tiếp tục nữa nè. Rồi, những anh chị mà để thực hiện cái vụ việc mà kiểm tra phòng ngừa, thì tất cả những anh chị ra trung tâm phòng chống dịch có quyết định là sẽ giúp đỡ cho các anh chị mình toàn phần, toàn diện chữa bệnh. Rồi, các anh chị mình có ai thắc mắc gì, hỏi gì không? Hay là có gì cần nói không? Có không? Em tua lại cái hả? Ok, khỏi tua anh, em làm nữa chứ. Chuyện này bình thường mà. Đây, tức là cái khẩu trang á, mình gặp lại gì ha? Khẩu trang mình mới lấy ra, mình gặp đôi lại gì giùm Thương nha. Sau đó mình cột gút lại hai cái đầu này cho Thư. Ha. Mình cột gút lại hai cái đầu. À, cột gút lại hai cái đầu nha. Các anh chị mình nhìn thấy không? Ok ha, cột gút lại hai cái đầu. Sau đó rồi á, mình sẽ lật ngược cái khẩu trang lại đằng trước. Cái chỗ mà mình đưa vô cái mặt mình á, mình sẽ đưa về đằng trước. Còn cái mặt á, mà một mặt xanh á, sẽ đưa về cái phần cổ mình nè. Đó, mình lật nó ra. Mình lật nó. Đó, mình bẻ cái nếp gấp cứng này lại. Nè mọi người nhìn nè, nó như gì nè, lật nó lại, nó như hình một chiếc thuyền vậy đó, nó như hình một chiếc thuyền vậy đó. Xong bắt đầu chúng ta gặp lại nè, đó mọi người thấy không, nó như hình một chiếc thuyền vậy nè. Xong rồi chúng ta bung nó ra, cái này là đó. Tên 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 tên. Và chúng ta đeo vô, và hai bên hông này nó sẽ chặn hết tất cả cái không khí luồn vô. Mà chúng ta có cả một cái không, một cái chỗ trống ở trong này mà chúng ta có thể, cái mũi của mình sẽ thở dễ hơn. Mà cái mũi của mình nó sẽ không va chạm nhiều với cái khẩu trang ha. Vẫn cười trên môi. Mọi người nhớ đảm bảo sức khỏe. À, và Thư cũng đính chính lại là những anh chị mà không có bất hợp pháp mà có triệu chứng thì vẫn đi nha. Đến đi, đừng có lo những cái chuyện xấu ra ở đây nha. Ủa rồi qua quay phim chưa? 8 giờ rồi. Miễn thu phí kiểm tra nè. Nè mọi người nghe tôi đọc nha. Người quá hạn cư trú có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh thì chúng tôi khuyến khích các bạn nhanh chóng đến 4 trạm xét nghiệm sàng lọc: Bệnh viện Hòa Bình, Bệnh viện Trung Hưng. Mà ở đây nó để có hai bệnh viện à mọi người à. À, những anh chị nào mà cảm thấy mình có vấn đề không an toàn á, thì các bạn có thể đến Bệnh viện Hòa Bình nè, Bệnh viện Trung Hưng nha. Thì các bạn sẽ được miễn phí kiểm tra. Ok không? Ha. Trời ơi, mũi nó chích hoài. Ba phương thức thực hiện là
không thu phí, không báo cáo và cũng không xét xử. Nha. Mọi người nhớ nha, ba cái là ba phương thức thực hiện là bên bệnh viện họ sẽ đảm bảo cho các bạn là không thu phí, không báo cáo và không xét xử các bạn đâu. Đảm bảo 100%. Kệ ông đi. Ok nha. Thư kết thúc bài live stream hôm nay. Thư kêu gọi thì cũng kêu gọi rồi, coi như là Thư thực hiện xong nghĩa vụ quân sự rồi ha. Cả Việt Nam và cả Đài Loan, cả hai bên Thư đều làm cả rồi. Và những gì nói thì Thư cũng cần nói rồi. Những thông tin cần truyền tải thì Thư cũng truyền tải rồi. Bây giờ Thư xuống live và Thư chuẩn bị cái gì, đồ ăn thức uống các kiểu, con đà điểu Thư đi xin Thư điện thoại về nhà xin cứu trợ, vậy Thư đang bị ở trong nhà rồi đó, cho nên là Thư xin cứu trợ. Bye bye, Thư chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe nha. Bye bye cả nhà.